Lục địa kiện tiên tập 106, hiểu lầm, tập 107, khẩu thổ phân phương, tập 108, sở ra này không cần thì thôi, tập 109, kèn tấn công, tập 110, ra những nặng tình thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thả lòng một chút, không rửa sạch chung quanh vết thương, làm sao gì thuốc cho người được. Tổ an đáp, yên tâm đi, lá gan của ta vẫn chưa lớn đến mức bắt nạt khuê mật của lão bà ở nhà mẹ đè nàng ta đâu. Hì hì, thách người cũng không dám thấy hắn không có động tác tiến thêm một bước, Bùi Miên Mạn cũng thả lỏng hơn một chút. Tổ An dùng bông nhẹ nhàng lau xung quanh vết thương cho nàng ta, "Đau không?" "Bình thường, người tiếp tục đi." Bùi Miên Mạn nhíu mày, hiển nhiên đang cố gắng chịu đựng. Rất nhanh trong phòng lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng Tổ An tập trung xử lý vết thương dịt thuốc. Lần đầu tiên da thịt bị nam tử chạm đến như vậy, trên mặt Bùi Miên Mạn hiện lên một chút đỏ ửng, có điều thẹn thùng không phải tính tình của nàng ta, rất nhanh liền cười rộ lên, "Thế nào?" da thịt của ta so sánh với lão bà ngươi thì ai tốt hơn tổ an cười bảo ngươi hy vọng ta trả lời ngươi tốt hơn lão bà của ta hay là lão bà của ta tốt hơn ngươi thấy hắn đã bóng lại mùi miên mạn hừ một tiếng sặc đúng là giả hòa giống như hồ ly nếu không phải xác định tên gia hòa ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở minh nguyệt thành còn tưởng rằng là bị lão yêu quái nào đó thay thế rồi nghe thấy lời nói của nàng ta tổ an có chút thất thần kỳ thật tình huống hiện tại của hắn trên ý nghĩa nào đó cũng coi như là bị lão yêu quái phụ thể không đúng nhiều lắm là tiểu yêu quái thôi, kiếp trước ta vẫn còn trẻ mà. Xử lý xong miệng vết thương của nàng ta, Tổ An nói, băng bó xong rồi, có điều ngươi mất máu quá nhiều, hiện tại quá yếu ớt, tối nay hay là đừng ra ngoài đi lung tung, cứ ở đây nghỉ ngơi đi, nếu không rơi vào trong tay tặc hái hoa, ta sẽ đau lòng lắm. Cho dù ngươi không tin nhân phẩm của ta, cũng có thể tin nhãn quang chọn vị hôn phu của sơ nhan, ta lát nữa sang phòng bên cạnh ngủ, ngươi cứ dưỡng đủ tinh thần xong thì muốn đi đâu cũng được. Bùi miên mạn do dự một lúc, một lúc sau mới nói, chuyện này không được nói với sơ nhan cũng đừng nói với bất kỳ ai của sở ra tổ an không nhịn được mỉm cười vốn là rất bình thường sao bị ngươi nói ra lại giống như yêu đương vụng trộm vậy yên tâm đi đây là bí mật giữa hai người chúng ta miệng chó không mọc được ngà voi bùi miên mạn xì một tiếng hung hăng đóng cửa lại tổ an bực lắm nữ nhân này ít nhiều gì cũng phải cho ta lấy chăn gối đã chứ có điều với thể chất hiện giờ của hắn có chăn có gối hay không cũng không quan trọng cũng liền lười chẳng muốn đi gõ cửa đi tới phòng bên cạnh tỉ mấy ghé dài chập lại lúc nằm xuống đang định ngủ bỗng nhiên trong lòng giật thót bởi vì không biết bên cạnh từ lúc nào lại có thêm một người tổ an bỗng nhiên đứng dậy toàn thân vẫn sức trở phát động lúc đang muốn công kích lại thấy rõ một khuôn mặt giống như vỏ quýt khô mễ tiền bối không ngờ là mễ lão đầu người này cả ngày đến vô ảnh đi vô tung đúng là giống như quỷ vậy lúc trước hoàng hậu tỷ tỷ nói hắn ít nhất cũng là cửu phẩm xem ra quả nhiên lời này không giả không sai tính cảnh giác càng lúc càng cao mễ lão đầu gật đầu tuy là đang khen người, nhưng trên mặt lại không hề có nét cười. Tiền bối muộn như vậy rồi còn tới tìm ta là có chuyện gì? Tòa án hỏi dò. Đồng thời trong lòng cũng buồn bực không thôi, người này thường xuyên làm loại chuyện bất thình lình này. Ta có một mình còn đỡ, nếu lần sau đang trao đổi chiều sâu với hồng nhan chi kỷ, hắn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, nói không chừng sẽ bị dọa cho xỉu mất. Hơn nữa là một nam nhân, thật sự không muốn nữ nhân của mình bị người khác nhìn thấy, cho dù đối phương là lão đầu cũng không được. Chỉ tiếc tu vi của đối phương hơn xa hắn, trước mắt mà nói hắn cũng không tìm thấy biện pháp gì. Nghe nói ngươi đến thần tiên cư à, còn được hoa khôi ưu ái. Mễ lão đầu nhìn hắn với vẻ quỷ dị. Tin tức của tiền bối đúng là linh thông, tổ an cười cười ngượng ngùng. Có thể là mị lực cá nhân của ta khá lớn, trời sinh có lực tương tác với nữ nhân, ha ha. Nói tới về sau, bản thân cũng xấu hổ cười mấy tiếng. Gần đây tâm tình của ngươi hình như rất không tồi. Mễ lão đầu cao mày. Cũng tạm. Tổ an cười ngượng ngùng, không rõ hắn có ý gì. Lúc trước ngươi rõ ràng là thương tâm muốn treo cổ, hiện tại vì sao lại thoải mái cao hứng như vậy chẳng lẽ là tìm được biện pháp trị liệu gì mới à mễ lão đầu nói xong tầm mắt hướng xuống dưới bụng hắn tổ an chỉ cảm thấy hắn lạnh toát theo bản năng nghiêng sang bên né tránh ánh mắt của hắn không phải tiền bối nói tu đến tông sư cảnh thì có thể tự mình phá giải phong ấn à có đường hướng rồi thì tất nhiên không cần phải áp lực như vậy nữa không biết vì sao mễ lão đầu thủy chung mang tới cho hắn một loại cảm giác áp lực khó hiểu khiến hắn không dám nói thẳng ra đồng thời trong lòng thầm nghĩ sau này phải cẩn thận vạn nhất ngày nào đó buổi sáng nhất trụ kình thiên bị hắn nhìn thấy, sợ rằng sẽ có chút không ổn. Ờ, hiển nhiên là chấp nhận cách giải thích của hắn, mễ lão đầu thu hồi ánh mắt, nói tiếp, hiện tại thân thể của ngươi không được, nên đặt nhiều tinh lực ở trên đề thăng tu vi, ít dính dáng tới những nữ nhân đó thôi, dù sao đối với người mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Tổ an, người nói rất có lý, ta thực sự không biết đáp lại thế nào. Ở trong mắt mẹ lão đầu, chỗ đó của hắn vẫn bị phong ấn, đích xác đi chung quanh chiều chọc nữ nhân cũng không có ý nghĩa hơn nữa rõ ràng không được còn có hành vi như vậy, khiến đối phương vô cùng nghi hoặc. Hoa khôi của thần tiên cư đó không đơn giản, người tốt nhất quá nhiều tiếp xúc quá nhiều, để tránh người họa. Mễ lão đầu nhắc nhở, đối phương là lô đỉnh mà hắn đã chọn, tất nhiên không hy vọng xảy ra bất ngờ. Tiên bối có biết bối cảnh của Thu Hồng Lệ không? Tổ An không khỏi cảm thấy tinh thần chấn động, một là tò mò thân phận của Thu Hồng Lệ, hai là cảm thán mễ lão đầu mỗi ngày đều tới hoa ở sở phủ, kết quả giống như tất cả đại sự của Minh Nguyệt Thành hắn đều biết hết vậy cũng không biết là làm thế nào. Cụ thể thì không rõ, có điều tuyệt không thể chỉ là hoa khôi, người không có chuyện gì thì đừng trêu chọc nàng ta. Mẹ lão đầu dừng một chút, nhìn nhìn phòng bên cạnh, còn cả tiểu thư bùi ra tiểu thư ở cách vách nữa, cũng không biết sao lại tốt với ngươi, có điều ngươi cũng đừng đùa với lửa, nếu như bị sở ra phát hiện rồi đuổi ra khỏi nhà, hừ hừ. Tuy hắn không nói cụ thể sẽ như thế nào, nhưng ý uy hiếp vô cùng rõ ràng. Tổ an biến sắc, ta biết rồi. Ngoài ra nhớ cái chuyện ta dặn ngươi, tiếp xúc nhiều với huynh đệ vi thị, nhà bọn họ mỗi ngày có chuyện lớn nhỏ gì cũng đều phải báo cáo với ta mễ lão đầu nói xong liền run rẩy bỏ đi rõ ràng là nhìn gió thổi qua sẽ ngã nhưng bước ra vài bước thân hình đã biến mất trong đêm tối áp lực trên người tổ an đột nhiên nhẹ bẫng nghĩ đến từ nay về sau không biết lúc nào sẽ có một người đang âm thầm nhìn trăm trăm ngươi loại cảm giác khó chịu này đúng là quá cường liệt rốt cuộc là vì sao hắn lại chú ý visa như vậy tổ an lâm vào trầm tư lúc hắn lâm vào trầm tư mễ lão đầu hiển nhiên cũng rất nghi hoặc Tên gia hỏa đó rốt cuộc là vì sao lại có nữ nhân duyên như vậy, rõ ràng là không được mà. Suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra nguyên do, cuối cùng lắc đầu lời chẳng muốn truy đến cùng nữa. Thôi, hắn có nhiều hồng nhan tri kỷ cũng tốt, tương lai dù sao cũng đều là của ta. Nói ra mới thấy sao tiểu cô nương họ bùi đó lại to vậy nhỉ. Một đêm không có chuyện gì, ngày hôm sau tổ an tỉnh lại, vội vàng tới cách vách tìm bùi miên mạn, ai ngờ chăn đã được cấp gọn gàng, gia nhân sớm đã mất dạng. Chú ý thấy chỗ gối đầu có một tờ giấy, tổ an đi tới cầm lên xem, bên trên để lại một hàng chữ xinh đẹp, nhớ chuyện ngày hôm qua đã đáp ứng ta. Người mùi thơm lưu lại trên giường, tổ an bật cười, vĩ nhân này là có tật giật mình à. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập, trong lòng tổ an mừng rỡ, chẳng lẽ là trong lòng nàng ta không nỡ, đi rồi còn quay lại. Kích động chạy tới mở cửa, lại nhìn thấy một khuôn mặt béo núc, lập tức liền mất hứng, là ngươi à. Nếu không thì tổ huynh tưởng là ai? Sở Ngọc Thành Hiếu Kỳ nói, sở hồng tài ở phía sau hắn cũng nghi hoặc. Ta tưởng tiên nữ trên trời tới tìm. Tổ An hậm hực nói. Sở Ngọc Thành cười ha ha, thu cô nương của thần tiên cứ không kém gì tiên nữ, tối hôm qua, thế nào? Vừa nói vừa mắt la mày lém, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra nụ cười đáng khinh. Sở Hồng Tài ở bên cạnh cũng dòng tai, đồng thời hai tay nắm chặt lại, hiển nhiên trong lòng khá là khẩn trương. Đương nhiên là thích tới lên mây rồi. Tổ An cũng lộ ra một ánh mắt người biết mà. Sở Ngọc Thành cũng nghe mà mặt mày hấn hở, có điều Sở Hồng Tài ở bên cạnh thì tức tới nổ phổi, hửng một tiếng muốn xoay người rời đi. Đến từ Sở Hồng Tài, điểm nộ khí cộng 999. Sở Ngọc Thành vội vàng giữ hắn lại, nói với Tổ An, A à, Tổ, ngươi cũng biết hắn là fan của nhiệt của Thu Hồng Lệ, trong nhất thời chắc là có chút không thể chấp nhận được chuyện như vậy, ngươi cũng đừng quá để ý, hắn không phải là nhằm vào ngươi. Tổ An cười ha ha, yên tâm đi, vừa rồi ta là treo các ngươi thôi, ngày hôm qua cùng Thu Hồng Lệ ra ngoài chơi thuyền trên sông, anh ngờ bỗng nhiên gặp phải đạo tạc của Hắc Phong Trại, vất vả lắm mới chạy được, quả thực là xui xẻo tột cùng. Hả, Thu Cô Nương thì sao? sở hồng tài ở bên cạnh quýnh lên tổ an không nhịn được nói đồ thấy sắc quên nghĩa chẳng lẽ ngươi không thể quan tâm ta trước một chút à sở hồng tài lầm bầm một tiếng ngươi không phải vẫn đứng sờ giờ ở đây sao yên tâm đi thu cô nương của ngươi không sao cả nửa đường có một người thần bí đến cứu chúng ta về sau quân phòng thành tới đạo tạc trần huyền đó liền rút lui rồi tổ an nửa thật nửa giả giải thích trần huyền tự mình tới sở ngọc thành kinh hô một tiếng tên gia hòa đó mấy lần cấp thương đội sở ra chúng ta sở ra mấy lần muốn vây quét hắn đều không không ngờ lá gan lại lớn như vậy dám chạy đến minh nguyệt thành tối hôm qua từ thần tiên cư đi ra sở hồng tài thương tâm muốn chết chạy đi tìm say hắn cũng đi theo cùng về sau hai người uống rượu tới khi sắp bình minh mới trở về cho nên không rõ lắm chuyện phát sinh tối hôm qua sở hồng tài cũng gật đầu phụ họa nói ta cũng đi theo tham gia mấy lần vây quét đáng tiếc tên gia hòa đó đến vô ảnh đi vô tung trơn tuột như cá chạch thậm chí đến bây giờ vẫn chưa có ai thấy được thấy mặt thật của hắn vẻ mặt tổ ăn cổ quái nói Kỳ thật hai người đã thấy rồi. Chúng ta thấy rồi. Hai người ngây đơ. Không chỉ đã thấy, còn giao thủ nữa. Tổ an cười bảo, chính là tên tóc đỏ tối hôm qua đánh nhau với các người ở trong lâu đó. Là hắn. Hai người đồng thời giật này mình. Sở Ngọc Thành mắng, tên gia hỏa đó nhìn một cái là biết không phải thứ tốt, không ngờ lại là Trần Huyền tội ác chồng chất. Sở Hồng Tài thì hưng phấn nói, Trần Huyền này đúng là tìm chết, dám ngang nhiên chạy đến Minh Nguyệt Thành, trước kia mọi người không rõ diện mạo của hắn, hiện tại đã biết rồi hắn còn muốn chạy sẽ không dễ dàng như vậy nữa người này cũng không biết mà bị chập dây thần kinh nào tổ an sờ sờ mũi tên gia hỏa bị chập dây thần kinh trong miệng ngươi chính là tới tìm ta báo thù đương nhiên những cái này không cần thiết phải nói với bọn họ đúng rồi sáng sớm các ngươi đã tới tìm ta làm gì xem trí nhớ của ta này sở ngọc thành vỗ chán lấy một hộp thức ăn nói bánh bao của thái ký đậu hủ của hòa ký đều là nổi danh nhất trong thành thường ngày đều rất khó mua được hôm nay chúng ta trở về sớm thuận tiện mang về một phần cho ngươi mọi người cùng nhau ăn vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo tổ an thầm nghĩ hai tên gia hỏa này không phải là hạ độc ở bên trong chứ sắc mặt sở ngọc thành cứng đờ buồn bã nói tối hôm qua hồng mới uống một đêm rượu buồn còn tưởng rằng thu cô nương bị ngươi khà khà tàn phá rồi cho nên ta cố ý kéo hắn tới tìm ngươi hỏi thăm một chút tin tức cũng không tiện đi tay không không ngờ đêm qua là hồng tài lo lắng xuông rồi ha ha hắn cũng ý thức được nói như vậy dường như có chút vui sướng khi người khác gặp họa vội vàng xếp bát đũa, mau nhân lúc còn nóng lạnh thì không ăn được đâu thấy hai người cũng ăn lúc này tổ an mới yên lòng múc một chén não đậu hủ ừ thơm thật đã lâu rồi chưa được ăn mùi vị như vậy cho tới khi đoàn người đi đến đại sành hắn vẫn khen không dứt miệng quả thật là là vừa trắng vừa mềm lại vừa thơm lần sau nhất định phải đi thử ha ha a à, tổ quả nhiên là người trong đồng đạo lần sau dẫn ngươi đi cùng đúng lúc này cách đó không xa bỗng nhiên vang lên thanh âm thở phì phì hèn hạ vô xỉ hạ lưu Tổ An ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện Sở Hoàn Chiêu đang mặt đỏ bừng hầm hầm nhìn mình. Đến từ Sở Hoàn Chiêu, điểm nộ khí cộng 444. Sở Ngọc Thành vui sướng khi người khác gặp họa nói, A à, Tổ, người đã tội với tiểu chiêu chúng ta lúc nào thế? Còn cả tên mập chết tiệt ngươi nữa, cũng không phải thứ tốt gì, tỷ phu chính là bị các người làm hỏng rồi. Nói xong rậm rậm chân, cho người thở phì phì chạy đi. Sở Ngọc Thành ngây đơ, tỷ phu của người hỏng thì mắc mớ gì đến chúng ta, vừa rồi chúng ta chính là đang thảo luận não đậu hủ mà. Cô ra cô ra, nên đi học rồi, ngựa đã chuẩn bị xong cho ngày rồi. Thành thủ bình không biết từ chỗ nào ra, vẻ mặt tha thiết nói. Lúc này tổ An mới ý thức được ba ngày nghỉ sau khi ra khỏi bí cảnh lúc trước đã hết rồi, hôm nay quả thật là ngày đến trường. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Vừa nghĩ tới đến trường sắc mặt lại xịu xuống, có điều nghĩ đến mỹ nhân hiệu trường, còn có thương lão sư Mỹ Lệ, cùng với những bạn học cung cấp điểm nộ khí, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Sao hôm nay tiểu tử người lại nịnh đọt như vậy? Tổ An vừa đi tới cửa lớn vừa hiếu kỳ nói. Ta vẫn luôn cúc cùng tận tụy với cô gian như vậy mà. Thành thủ bình nói một đống từ ngữ loạn thất bát tao, cuối cùng mới đổi đề tài. Nếu lần sau cô ra tới thần tiên cư, có thể dẫn ta đi tham quan một chút không? Cầu nô tài, ngươi dám suối bầy chủ nhân tới chỗ bẩn thiểu đó. Đúng lúc này, một cây roi gào thét quất tới, sau đó vang lên tiếng hét thảm thê lương của thành thủ bình. Tổ An thấy mà nuốt nuốt nước miếng, quy lực của roi này hắn đã chịu qua rồi, cảm giác đau xót đó sướng vô cùng chẳng trách thành thủ bình lại kêu thê lương như vậy thì ra vừa rồi sở hoàn chiêu càng nghĩ càng khó chịu liền định trở về chất vấn tổ an một chút nào ngờ vừa về liền thấy thành thủ bình nói những lời này vốn đã đang giận dữ quả thực giống như lửa cháy đổ thêm dầu lập tức bạo phát quất một roi thấy vẫn chưa xả hận lại quất roi thứ hai nhìn bộ dạng vẫn muốn quất roi thứ ba của nàng ta tổ an vội vàng cản nàng ta lại được rồi được rồi với cái thân thể bé nhỏ này của hắn mà quất thêm là chết đó nhìn thấy hắn sở hoàn chiêu lại càng tức giơ lên rồi muốn đánh hắn có điều cuối cùng vẫn không hạ xuống trực tiếp hưởng một tiếng xoay người bước đi ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa nhìn thấy nàng ta lại giở tính tiểu hài tử tổ an cười cười sao cảm thấy nhà đầu này càng lúc càng đáng yêu vậy nhỉ cho nên mới nói vẫn là ghen tốt thì đẹp cho dù là tính tình hay hờn rỗi cũng không khiến người ta ghét quay đầu nhìn thành thủ bình một cái người đó sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy bởi cái miệng này sau này cẩn thận một chút đừng động cái là gào thét vâng vẻ mặt thành thủ bình u oán Thầm nghĩ cái này thì có gì đâu, tới thần tiên cư là cô già, thích cũng là cô già, ta chỉ là thuận miệng nhắc tới, kết quả vì sao lại là ta bị đánh chứ. Hừ, uống cho ta trước kia còn ủng hộ nhị tiểu thư và cô già, sau này kiên quyết ủng hộ đại tiểu thư. Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất đó của hắn, tổ an lấy ra một thỏi bạc ném cho hắn, tự đi mua thuốc đi, nghỉ ngơi một chút, hôm nay sẽ không cần đưa ta, để tránh tiểu chiêu nhìn thấy người lại tức giận. Nhìn thấy bạc mắt thành thủ bình sáng rực lên, mặt mày hấn hở nói, đa tạ cô già cô gia là tốt nhất. Cô gia tính tình hào sảng như vậy, đáng để sau này hàng đêm đổi tân nương, đương nhiên bởi vì có vết xe đổ, lời chúc phúc này của hắn cũng không dám nói ra. Không chịu nổi ánh mắt buồn nôn đó của hắn, Tổ An vội vàng đuổi theo Sở Hoàn Chiêu. Trước kia nàng ta đều ở cửa chờ Tổ An cùng đi học, nhưng hôm nay lại trực tiếp cưỡi ngựa chạy trước. Tổ An mất bao công sức mới đuổi kịp, ôi chao, ai chọc tiểu chiêu nhà ta mà tức tối như vậy. Sở Hoàn Chiêu phụng phịu, vẫn không hé răng. Tổ An ghé tới, vẫn giận chuyện ta không mang lễ vật về cho ngươi à? ngươi muốn cái gì, hiện tại ta sẽ đi mua cho ngươi, ta có tiền mà. Sở hoàn chiêu không chịu nổi sự làm phiền của hắn, ta biết rõ không phải như thế mà. Vậy thì bởi vì gì? Tổ an cười hỏi. Sở hoàn chiêu quay mặt qua chỗ khác, biết rõ còn cố hỏi. Mắt tổ an đảo quanh, là vì chuyện thần tiên cư tối hôm qua à? Sở hoàn chiêu hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhán trắng ngần càng lúc càng lạnh hơn mấy phần. Ta tới đó thuần túy là bị hai tên nhị phòng tam phòng kéo đi, bọn họ tìm ta hỏi thăm vấn đề bệnh tật của tỷ tỷ ngươi, ta lừa bọn họ nói không có gì đáng ngại, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngu dốt, sao lại dễ dàng tin chứ? Thế là cố ý mời ta tới thần tiên cư để thử ta, dẫu sao nếu tỷ tỷ người thực sự có chuyện, ta khẳng định là không có tâm tình đi chơi bời. Cho nên ta tương kế tự kế, để triệt để khiến bọn họ tin tỷ người không sao, mới làm ra hy sinh lớn như vậy, gắng gượng tới loại địa phương đó. Tổ an nghiêm trang nói, đồng thời trong lòng cũng có vài phần bội phục năng lực bịa chuyện của mình. Về phần hai tên Ngọc Thành và Sở Hồng Tài này gánh oan là được rồi, dù sao vốn cũng là các người gọi ta đi mà. Thật à, sắc mặt sở hoàn chiêu cuối cùng cũng có vài phần dịu đi đương nhiên là thật rồi người biết ta xưa nay luôn chính trực sao có thể đắm mình ở những nơi như thế tổ an nghĩa chính ngôn từ nói vừa nói vừa còn ưỡn ngực cả người lộ ra vẻ vô cùng vĩnh hạn nhưng nhưng ta nghe nói hoa khôi đó của thần tiên cư chọn ngươi làm khách vào màn sở hoàn chiêu thở phì phì nói đám yêu diễm đê tiện ở bên ngoài suốt ngày câu dẫn tỷ phu nhà ta tổ an cười bảo ngươi nghĩ nhiều rồi chúng ta chỉ là uống trả tâm sự thôi còn chưa nói được mấy câu thì gặp phải hắc phong trại trần huyền trần huyền sở hoàn chiêu giật nảy mình hiển nhiên mấy năm nay trần huyền cướp bóc thương lộ xung quanh minh nguyệt thành sở ra bị hại rất nhiều ngay cả người không để ý tới tới sự vụ gia tộc như nàng ta cũng biết đại danh của đối phương tỷ phu người không sao chứ cho dù biết hắn hiện giờ vẫn yên lành đứng ở chỗ này sở hoàn chiêu vẫn lo lắng kéo tay hắn không ngừng kiểm tra xem trên người hắn có bị thương hay không nhìn thấy bộ dạng lo lắng khẩn trương xuất phát từ nội tâm đó của nàng ta trong lòng tổ an cảm thấy ấm áp tuy thường ngày nha đầu này hơi điêu ngoa một chút nhưng đối với mình vẫn rất tốt khi vừa tới thế giới này nguy cơ bốn bề cũng là nàng ta khiến mình cảm nhận được sự ấm áp duy nhất yên tâm đi ta không sao chỉ là một trần huyền vẫn không làm gì được ta đến từ trần huyền điểm nộ khí cộng 431. điểm nộ khí thu được khiến tổ an ngây người đây là tình huống gì vì sao lại thu được điểm nộ khí của hắn chẳng lẽ đúng lúc này một đạo ô quang bắn tới lông tóc cả người tổ an dựng đứng vội vàng ôm tiểu chiêu ở bên cạnh từ trên lưng ngựa lan xuống cơ hồ là cùng lúc một mũi trường tiễn bắn trúng vị trí vừa rồi của hắn con ngựa đáng thương đó trực tiếp bị kình lực cường đại bắn cho nổ tung huyết nhục đầy trời bắn ra bốn phía con ngựa đó của sở hoàn triều cũng bị sợ hãi đứng thẳng lên hí một tiếng sau đó tung bốn phó chạy như điên rời đi nếu không phải tổ an trước đó đã ôm nàng ta xuống hậu quả là không thể lường được làm sao vậy sở hoàn chiêu sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nàng ta thường ngày lá gan cũng lớn nhưng đã bao giờ gặp tình cảnh huyết nhục bay đầy trời thế như này đâu vội vàng túm chặt lấy tay áo tổ an thân thể không kìm lòng được mà có chút run rẩy thị vệ sở ra ở chung quanh đều có phản ứng vội vàng rút ra vũ khí vây hai người ở giữa vẻ mặt cảnh giác nhìn chung quanh bách tính xung quanh tức thì bị biến cố này khiến cho hoảng sợ không thôi một đám người đều bắt đầu chạy trốn hiện trường là một mảng hỗn loạn nào có nhìn ra được thích khách ở đâu trong lòng tổ an lại có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó chỉ thấy trần huyền tóc đỏ từ phía sau một cột nhà ở lầu ba của một tòa nhà nào đó thò nửa người ra trong tay đang kéo một cây cung lớn, hiển nhiên một tên vừa rồi là hắn bắn ra. Thấy tổ an phát hiện ra mình, trên mặt Trần Huyền lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, vươn tay ra ra dấu cắt yết hầu, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Tổ an nhướng mày, người này không ngờ am hiểu cả đạo thích khách, một kích không chúng tức khắc trốn xa. Hắn thả mong đối phương ở lại tiếp tục bắn giết còn hơn, như vậy hắn sẽ có cơ hội cầm chân, chờ quân phòng thành hoặc là vệ đội sở ra nghe tin chạy tới, triệt để tiêu diệt tai họa ngầm này. Đáng tiếc, chẳng trách người này nhiều năm như vậy vẫn có thể sống tốt dưới sự vây quét hợp lực của sở gia và thành chủ. nghĩ đến sau này phải thời khắc phòng bị một cao thủ trốn trong chỗ tối ám sát mình, sắc mặt tổ an rất khó coi. đối phương có thể thất bại rất nhiều lần, nhưng hắn chỉ cần thất bại một lần, cái mạng này sẽ không còn nữa. nhị tiểu thư, cô gia không phát hiện thích khách. một hộ vệ cao gầy khỏe mạnh của sở gia ra ngoài tìm kiếm một vòng rồi về bầm báo. hắn tên là tư thiện hòa, đừng nhìn trông giống như khỉ, nhưng lúc trước ở trong tư quân của sở gia chính là thám báo ưu tú nhất tính tỉnh tỉnh táo nhất, bởi vì lần trước chuyện Tuyết Nhi bị ám sát, liền được phái tới bảo hộ tổ an. Thích khách đã đi rồi. Tổ An trầm giọng nói. Mấy thị vệ đó ngẩn ra, thầm nghĩ sao ngươi biết được? Có điều mấy ngày này ở chung, bọn họ cũng ý thức được vị cô gia này có chút môn đạo, cũng không hoài nghi lời nói của hắn. Để phòng ngừa bất ngờ, chúng ta tới Minh Nguyệt Học Viện đã, đến nơi đó thì sẽ an toàn. Thị vệ phong đại ngư dáng người cao lớn khôi ngô nói, trong ba thị vệ tính cách của hắn là trầm ổn nhất, người cũng như tên, trông to như một con trâu không sai không ai dám gây sự ở học viện sở ra rất nhanh sẽ nhận được tin tức đến lúc đó chờ bọn nhạc thống lĩnh dẫn người tới đón tiểu thư và cô ra một người khác cầm trường đao ánh mắt sắc bén nhìn quét bất kỳ người nào muốn tới gần ở chung quanh hắn là hộ vệ chu lộ quân lúc trước được sở ra phái tới bảo hộ tổ an đao pháp cũng lạnh lùng như diện mạo của hắn được tổ an tất nhiên không có dị nghị bên học viện cao thủ nhiều như mây nếu trần huyền thực sự tới bên đó thì quá ngu tiểu chiêu đừng sợ thích khách đã đi rồi Tổ An nhìn vẻ kinh hoàng trên mặt thiếu nữ ở trong lòng, nghĩ đến nàng ta dẫu sao cũng còn nhỏ, vội vàng ôn như an ủi. Tỷ phu, người có bị thương chỗ nào không? Sao nhiều máu thế? Sở Hoàn Chiêu cuối cùng phục hồi tinh thần, tay không ngừng kiểm tra trên người hắn, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Không, những cái này đều là máu của ngựa, chỉ đáng thương cho con ngựa đó. Trong lòng Tổ An rất khó chịu, tuy ngựa không cưỡi được mấy ngày, nhưng con người hắn xưa nay nặng tình, bất kể là cưỡi gì cũng sẽ có cảm tình. Không ngờ lại bị Trần Huyền giết như vậy, món nợ này nhất định phải tính toán với hắn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sở hoàn chiêu kinh hồn chưa định, trải qua chuyện như vậy, nàng ta nào còn nghĩ tới chuyện tức giận lúc trước. Nhìn hai người vô cùng thân thiết, quấn quýt lấy nhau, người sở ta ta sở người, tất cả giống như rất tự nhiên, mấy thị vệ ở bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, có phải nhị tiểu thư và cô gia có chút quá thân mật không? Gia sự của chủ nhân chúng ta hay là bớt để ý thôi. Nhưng vạn nhất thực sự xảy ra chuyện gì, lão gia phu nhân có trách tội chúng ta không? Chắc không đâu, nhị tiểu thư còn nhỏ như vậy, cô ra cô ra hạ thủ được, hắn là cầm thú à. Ta thấy có chút rông giống. Rất nhanh đoàn người đi tới vườn trường, mấy thị vệ gác ở bên ngoài, sở hoàn chiêu cũng đến lớp của mình. Tổ an bởi vì vết máu trên người, liền tới ký túc xá của giáo sư rửa mặt rồi thay một bộ quần áo mới. Vừa cởi quần áo, bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh ở cửa, trong lòng hắn cả kinh, chẳng lẽ Trần Huyền thực sự thần thông quảng đại như vậy, lèn tới cả trường học à. Vội vàng cầm thái A à kiếm gión ra gión rén đi tới cửa, đột nhiên cửa lớn mở ra, một kiếm lao ra ngoài. A, à, một tiếng kinh hô vang lên, Tổ An vội vàng dừng kiếm, nhìn mỹ nữ Hoa Dung thất sắc trước mắt, không khỏi ngượng ngùng nói, "Thương tỷ tỷ, không ngờ là ngươi à. Vừa rồi khi đi ngang qua phát hiện ra nhà này của ngươi có người, nghĩ tới đã lâu không gặp mặt cho nên đến thăm. Hôm nay thường Lưu Ngư mặc váy dài màu xanh, biểu cảm hơi kinh ngạc lúc trước rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, ngươi cho rằng mình là ai chứ, làm gì mà vừa tới đã động đau động thương rồi." Vừa dứt lời, nhìn thấy cơ nhục nhô lên ở nửa thân trên đề trần của hắn, một tia đỏ ửng giống như hoa hồng từ cổ từ từ lan ra vào đã rồi nói sao tổ an nghiêng người ý bảo nàng ta đi vào bộ dạng này của mình bị sư sinh qua đường nhìn thấy thì thật sự không thỏa đáng lắm thương lưu ngư nhìn nhìn thân trên để trần của hắn biểu cảm có chút giao dự có điều vẫn không nén được tò mò trong lòng lên đi vào viện tử tổ an vừa đóng cửa lại vừa nói chủ yếu là hôm nay trên đường đến trường học gặp phải ám sát cho nên có chút thần hồn nát thần tính ám sát ai muốn giết ngươi lông mày thanh tú của thương lưu ngư hơi nhăn lại thật sự không nghĩ ra hiện giờ hắn có thân phận song trọng cô gia của sở gia, lão sư của học viện, ai dám mạo muội ngang nhiên ám sát trên đường. Trần Huyền của Hắc Phong trại, Tổ An lấy một chậu nước, bắt đầu lau máu ngựa dính trên người, vừa kể lại chuyện phát sinh trên đường cho nàng ta nghe. Thương Lưu Ngư mất tự nhiên quay mặt đi, làm bộ đang quan sát phong cảnh trong viện, "Trần Huyền của Hắc Phong trại, sao ngươi lại chọc tới hắn? Hắn là mai sư phong của ngân câu đổ phường là huynh đệ. Tuy hai người tương giao không lâu, nhưng Tổ An tin nhân phẩm của Thương Lưu Ngư" chuyện này cũng không có gì mà phải giấu giếm. Thì ra là thế. Thương Lưu Ngư ôn nhu nói, nghe nói Trần Huyền là lục phẩm, hắn muốn giết ngươi thì ngươi phải làm thế nào? Yên tâm, con người ta trước nay mạng lớn, không chết được đâu. Tổ An cười bảo, có điều trong lòng lại không lạc quan lắm, nếu là đối chiến chính diện, với thực lực hiện giờ của hắn, sau khi kích phát hiệu quả nổi điên của Phượng Hoàng Nhất Bàn Kinh, vẫn miễn cưỡng có tư cách đánh một trận với lục phẩm. Nhưng tên gia hỏa Trần Huyền này không ra bài theo lộ số, trực tiếp đi theo lộ tuyến nhất kích tất sát hôm nay là vận khí tốt nhận được điểm độ khí trước mà sinh ra cảnh giác, lần sau có còn manh mắn như vậy nữa hay không thì khó đói. Thương Lưu Ngư nghĩ nghĩ một chút, từ trong lòng lấy ra một thứ hình dạng như ngọc bội đưa tới, người mang thứ này ở trên người, vào thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Đây là gì thế? Lúc ban đầu Tổ An nghĩ là ngọc bội, nhưng nhận lấy nhìn một cái, lại phát hiện mỏng hơn ngọc bội rất nhiều, toàn thân có màu trắng, lờ mờ còn ánh ra một chút ánh sáng màu lam, nhìn cũng rất đẹp. Thương Lưu Ngư do dự một chút, đáp, Ngươi cứ coi như nó là một khối ngọc bội đi, nó có thể giúp ngươi ngăn cản một lần vết thương chí mạng, có điều ngươi nhất định phải nhớ lấy, thứ này chỉ dùng được một lần, phát huy xong một lần sẽ tự động vỡ nát, tiếp theo chính là không cản được nữa. Có thể ngăn được một lần đã là rất nghịch thiên rồi. Tổ An không ngờ thứ này lại có hiệu quả lớn như vậy, trong nhất thời không biết nên nói gì cho phải, vội vàng trả lại, thứ quý giá như vậy ta thực sự không thể nhận. Thương Lưu Ngư mỉm cười, không cầm lấy, có quý giá tới mấy cũng không bằng được tính mạng, ngươi cứ nhận đi, ta không muốn bằng hữu vất vả lắm mới làm quen được lại không cẩn thận mà bị người ta giết. Được rồi, vậy ta cũng sẽ không làm kiêu, hiện tại quả thật rất cần thứ này. Tổ An thu lại khối ngọc bội đó, đáng tiếc ta không có thứ gì tốt để hoàn lễ, ngươi có cần ngân phiếu không? Hiện tại ở trên người hắn thực sự không có thứ gì quý giá, lúc trước những nguyên thạch thiên cấp đó là của Mỹ Ly, sau khi bị nàng ta cảnh cáo thì không dám mang ra tặng nữ nhân khác nữa, tẩy tủy quả cũng không còn, hơn nữa nhìn khí chất nhàn tĩnh này của thương lưu ngư, dường như không có hứng thú với tu luyện đánh đánh xếp giết. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Nghĩ tôi nghĩ lui, thứ quý giá nhất trên người chỉ còn lại ngân phiếu, bằng không không thể dùng thịt để đáp trả chứ. Hắn cũng không ngại, nhưng hiển nhiên người ta sẽ không đồng ý. Thương lưu ngư mỉm cười, ngân phiếu thì không cần, ngươi kể cho ta một chút chuyện phát sinh trong bí cảnh đi, cảm thấy sau chuyến đi tới bí cảnh lần này, biến hóa của ngươi hơi lớn. Ha ha cái này thì không thành vấn đề. Tổ an thầm nghĩ biến hóa đương nhiên là lớn rồi, ta cũng không còn là nam nữa, chẳng lẽ cái này mà nàng ta cũng có thể nhìn ra được à người trước tiên mặc áo và đi đã nhìn thấy hắn đứng lên một cỗ cảm giác áp bức của nam nhân ùa tới thương lưu ngư mất tự nhiên quay đầu đi thầm nghĩ trước kia nhìn bộ dạng của nhìn hắn thanh tú không ngờ dưới quần áo lại là như vậy ngại quá thất lễ rồi kiếp trước tổ an cởi trần quen rồi vừa hay vết máu đã rửa sạch vội vàng cầm quần áo mặc vào tiếp theo liền kể cho nàng ta chuyện mình đã gặp phải trong bí cảnh công phu mồm mép của hắn vốn đã rất tốt toàn bộ quá trình được hắn chính miệng nói ra quả thật là kinh tâm động phách đương nhiên bởi vì đáp ứng mị ly một số chuyện là không thể nói với thương lưu ngư dù là như vậy nàng ta đã nghe mà kinh ngạc không thôi những năm gần đây học sinh của minh nguyệt học viện tới bí cảnh cũng không ít nhưng chỉ sợ tất cả kinh lịch của bọn họ cộng lại cũng không phong phú được bằng một mình ngươi tổ an cười ha ha tất nhiên chứng tỏ ta chính là đứa con của vận mệnh mà thôi ta thích loại tâm thái lạc quan này của ngươi thương lưu ngư cười ôn nhu nụ cười đó giống như gió nhẹ trong mùa xuân luôn có thể khiến người ta vui vẻ thoải mái đúng rồi ốc biển lần trước ngươi cho ta mượn giờ trả lại cho ngươi này tổ an vừa nói vừa sờ sờ áo trong bỗng nhiên động tác cứng lại lúc này hắn mới nhớ tới tối hôm qua cầm áo khoác cho thu hồng lệ che thân thể quên không lấy ốc biển ra chú ý thấy biểu cảm xấu hổ của hắn thương lưu ngư nhoẻn miêng cười nói làm sao vậy không cẩn thận là mất rồi à mất thì không mất chỉ là không ở trong bộ quần áo này tổ an ngượng ngùng nói lần sau ta cầm trả ngươi không vội thương lưu ngư đứng dậy nói ta cũng phải lên lớp rồi, lần sau có cơ hội lại tán gẫu. được. nhìn thân ảnh màu xanh đó đi xa, tổ an thầm nghĩ chẳng trách nhân khí của nàng ta ở trong trường học lại cao như vậy, tiếp xúc với nàng ta rất khó khiến người ta không thích. tổ an cũng phải lên lớp, đương nhiên không phải dùng thân phận của lão sư. dẫu sao khóa số học ở minh nguyệt học viện chỉ là lớp chọn môn, tần suất lên lớp cũng không nhiều, cho nên đại đa số thời gian hắn vẫn phải ở hoàng tự ban nghe đồng liêu khác giảng bài. có điều hắn vừa tới cửa lớp, một làn gió thơm ập tới. Bên tai vang lên một thanh âm lạnh lùng cao ngạo uy nghiêm, theo ta đến văn phòng. Trong giọng nói tràn ngập cảm giác không được phép cãi lại, Tổ An thầm nghĩ ai mà dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta thế, không phải là bảo ta trốn học à? Quay đầu lại nhìn một cái, liền thấy một con mắt tinh xảo, một thân đồng phục vừa người, phối thêm đôi chân dài bắt mắt thon thả đó, vẻ bất mãn trên mặt hắn lập tức hóa thành nịnh nọt, chào mỹ nhân hiệu trưởng. Nhìn thân ảnh của hai người rời đi, một đám bạn học nam từ cửa sổ thò đầu ra nhìn, trong đó cổ của Vi Tác là vươn dài nhất ôi hiệu trưởng hôm nay mặc tất da gần đây nàng ta hình như đặc biệt thích loại phong cách này vì sao không mặc tất đen người biết cái gì ta cảm thấy tất màu da đẹp hơn một bạn học ở bên cạnh hừ một tiếng phi hiển nhiên là tất đen đẹp hơn lại có một người ủng hộ vì tác ta. ta lại cảm thấy tất xám có cảm giác hơn lại có người đưa ra quan điểm khác một đám người cãi nhau tới mặt đỏ tay hồng lúc này một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên này chẳng lẽ các ngươi đều không thích tất trắng à người khác đều quay đầu nhìn về phía hắn không hẹn mà cùng xì một tiếng, biến thái. Tô An đi theo Khương La Phu, không nhịn được mà nhìn bóng lưng vạn vẹo khi đi đường của nàng ta, mỗi một bước của nàng ta đều cực kỳ có vận luật và mỹ cảm, nắm rất chuẩn. Hơi thêm một phần thì sẽ lộ ra có chút thấp kém phong tao, hơi thiếu một chút thì không thể thể hiện ra mị lực nữ nhân thành thục trên người nàng ta. Đúng là vưu vật. Tô An thầm khen ngợi, đồng thời cũng rất tò mò, hạng háo sắc như kỳ đăng đồ vì sao lại không có hứng thú với nàng ta nhỉ. Không phải là nữ trang đại lão chứ trong lòng tổ an cảm thấy buồn nôn vội vàng quan sát kỹ một phen cuối cùng xác định nàng ta tuyệt đối là nữ nhân trong nữ nhân vậy thì nguyên nhân của kỳ đang đổ rất đáng để nghiền ngẫm khi hắn đang nghĩ tới xuất thân bên tai bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của khương la phu đóng cửa lại ờ lúc này tổ an mới phát hiện hai người bất trì bất giác đã đi tới văn phòng sau khi đóng cánh cửa lớn dày nặng đó lại khương la phu rất tùy ý đá giày cao gót trên chân sang một bên sau đó tìm ghế dựa nằm xuống sau đó gác đôi chân dài khiến vô số nữ nhân ghen tị muốn điên đại đó lên ghế nhỏ. từ góc độ của tổ an nhìn lại váy của nàng ta tương tự như váy liền kiếp trước, chiều dài của váy rất khó che hết toàn thân. nhìn đủ chưa? thanh âm triều tức của khương la phu vang lên. tổ an giật mình, vội vàng thu liễm tâm thần. ta không thấy gì cả. khương la phu hừ một tiếng. vừa rồi ở sau lưng ta là ai nhìn chăm chăm vào ta? mặt tổ an nóng lên, vội vàng giải thích. đó là ta đang quan sát tiết tấu bộ pháp của hiệu trưởng đại nhân tu vi của ngài cao thâm, cho dù là thường ngày đi đường khẳng định cũng sẽ ẩn chứa đạo lý nguyên bản nhất của tu hành, ta muốn có được gợi ý để đột phá, cho nên liền nhìn nhiều thêm mấy lần. Khương La Phu không nhịn được mà bật cười, tên gia hỏa ngươi đúng là có thể nói chết thành sống, vậy nhìn thế nào rồi, có thu hoạch gì không? Tổ An lắc đầu, thời gian quan sát quá ngắn, vẫn chưa đủ để có thể sinh ra lĩnh ngộ, nếu mỹ nhân hiệu trưởng có thể cho ta thường xuyên quan sát một chút, nói không chừng có thể thể hội ra thân pháp lợi hại gì đó. Khương La Phu, người không cần quan sát thân pháp lần trước thể hiện ra trong đại hội gia tộc đã cực kỳ ưu tú rồi vẫn cần chứ có câu học hải vô nhai ta không thể tự mãn tổ an lo lắng nàng ta sẽ truy hỏi chuyện của quỳ hoa ảo ảnh cho nên vội vàng truyền hướng đề tài được rồi nói chính sự đi khương la phu trợn mắt nghe nói ngươi trên đường đến trường bị đạo tạc trần huyền ám sát à đúng vậy mỹ nhân hiệu trường ngươi phải làm chủ cho ta tổ an nghe vậy trực tiếp chạy tới ôm lấy hai chân của nàng ta mà khóc gào liên quan gì tới ta khương la phu cố nén xung động một cước đá văng hắn tức giận nói đương nhiên là vì nguyên do mỹ nhân hiệu trưởng giết mai siêu phong tên gia hỏa trần huyền đó lại tự hiểu lấy mình biết không phải là đối thủ của ngài không dám tới tìm ngài phát tiết tất cả lửa giận lên trên người ta tiếp theo tổ an liền nói ra quan hệ của trần huyền và mai siêu phong đồng thời lại nói ra bọn họ được thạch gia nuôi dưỡng chẳng trách mấy năm nay một mực không thể tiêu diệt được trần huyền hoài nghi cao tầng của minh người thành có nửa quỷ thì ra là thạch gia khương la phu bị tin tức của hắn khiến cho giật mình trong nhất thời cũng quên đá hắn ra có thể mượn cái này để lật đổ thạch ra không tổ an vội vàng hỏi sự tồn tại của thạch côn này khiến hắn như có dao nhọn dí vào lưng lại thêm sau lưng còn có một gia tộc khổng lồ một kẻ địch như vậy thật sự là quá nguy hiểm nào có dễ dàng như vậy khương la phu đang muốn trả lời bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhíu lại sờ đủ chưa mau buông tay ra tổ an thầm nghĩ đương nhiên là chưa sờ đủ rồi có điều hắn vẫn chưa tìm chết tới mức đi nói ra suy nghĩ trong lòng lập tức buông hai tay biểu cảm của tổ an muốn thuần lương bao nhiêu có thuần lương bấy nhiêu lúc này khương la phu mới gật đầu hài lòng nói tiếp thạch gia ở kinh thành cũng được tính là một đại gia tộc trong tộc không biết có bao nhiêu con cháu đảm nhiệm chức quan trong triều hơn nữa không nói những lời vừa rồi của ngươi là không có chứng cứ rõ ràng cho dù thực sự có chứng cứ nhiều nhất cũng chỉ khiến bọn họ đẩy một người ra làm kẻ chịu tội thay không làm tổn thương được tới căn cơ của thạch gia vậy phải làm như thế nào mới có thể triệt để đối phó được với một gia tộc tổ an khó chịu hỏi dựa theo ý tứ này chỉ có thạch ra đối phó hắn, hắn muốn phản kích thì căn bản là không thể. Sao hắn có thể chịu được? Trừ khi sau lưng người cũng có một đại gia tộc, nhưng nếu thực sự tới trình độ đó, trừ khi là tất yếu, giữa các đại gia tộc sẽ không đánh nhau sinh tử. Khương La phu nhíu mày đáp, đương nhiên, nếu người thân thể ngươi cường đại đến trình độ nhất định, hoàn toàn có thể không đếm xỉa tới những quy tắc này, đáng tiếc muốn đạt tới trình độ đó là nói dễ hơn làm, cho dù tu vi như hoàng thượng, cũng có rất nhiều chuyện phải thỏa hiệp. Tô ăn lâm và trầm mặc, hắn cũng nhớ rõ sở ra trước kia từng nhắc tới tranh đấu giữa hoàng đế và tề vương phải biết rằng hoàng đế là người mạnh nhất được công nhận trên đời này nhưng vẫn không thể tùy tâm sử dụng làm chuyện mình muốn làm nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút nản lòng thoái trí tựa hồ là chú ý thấy vẻ mặt khác thường của hắn khừng la phu đổi đề tài nhắc nhở nói ngươi cũng không cần quá để ý hiện tại ngươi có sở ra che chở đại thêm thân ở học viện thách ra có cường đại tới mấy cũng rất khó uy hiếp đến ngươi ở ngoài mặt sáng tổ an thở dài một hơi đáng tiếc người ta không định từ ngoài sáng đối phó ta nếu trần huyền thật sự giết hắn ngoài mặt là không liên quan gì tới thạch gia sở gia và học viện muốn phát tác cũng không thể vượt qua một kiếp này là tốt rồi khương la phu an ủi nói thạch côn đã rời khỏi minh người thành về kinh có muốn làm gì cũng ngoài tầm tay với hắn thật sự đi rồi à lúc trước cũng oáng thoáng có được tình báo tổ an còn tưởng rằng là hắn bắn đạn khói dẫu sao thạch côn vẫn luôn ngấp nghé sở sơ nhan sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy có điều hiện giờ khương la phu cũng nói như vậy chắc không phải giả đúng vậy hắn đi cực kỳ gấp gáp khương la phu xoa xoa chán hiển nhiên cũng không hiểu chuyện này ngươi biết vì sao hắn lại rời khỏi không không biết trên mặt tổ an lộ ra vẻ ngỡ ngàng trong lòng lại suy đoán hơn phân nửa là có liên quan tới chuyện bát phẩm thạch nhạc trí lặng lẽ bị giết được rồi nói chính sự đi ngươi còn nhớ trước khi vào bí cảnh đã đáp ứng ta chuyện gì không khương la phu hỏi tổ an sửng sốt hỏi dò chẳng lẽ là chuyện tiếp thu sản nghiệp của mai hoa băng không sai khương la phu lộ ra nụ cười hài lòng mai siêu phong đã chết Mai Hoa Bang trong một đêm đã trở thành gió thoảng mây trôi, địa bàn, sản nghiệp bọn họ bỏ lại, vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm. Lúc trước đã nói với ngươi, học viện không tiện ra mặt, mà ngươi bởi vì là tay cầm giấy nợ của Mai Hoa Bang, cho nên do ngươi ra mặt là danh chính ngôn thuận. Ngoài ra ngươi cũng không cần lo lắng một số vấn đề chi tiết chuyên ngành, đến lúc đó ta sẽ điều một trợ thủ tương quan cho ngươi. Tổ an nói, nói trắng ra thì ta chỉ là đứng tên, thường ngày do ta xuất đầu lộ diện, trên thực tế tiếp nhận sản nghiệp là người của các người lo liệu người có thể lý giải như vậy. Sau khi Khương La Phu nói xong lại nằm xuống sofa, ngón tay nhẹ nhàng nghịch một cây bút, biểu cảm vô cùng thoải mái. Tổ An lại không đề xuất dị nghị gì, lúc trước đã đạt thành giao dịch với học viện, hắn đã định trước là không thể thu hồi 750 vạn lượng, liền đưa giấy nợ cho học viện, học viện thì cung cấp cho hắn một chức vị giáo sư, đồng thời Khương La Phu còn tự mình ra tay xử lý Mai Siêu Phong đời giết hắn. Hiện giờ hắn có thể thoải mái tự tại ở chung với Khương La Phu như vậy, trên trình độ rất lớn cũng là bởi vì chuyện này nếu không một mùa cao cao tại thượng như người ta, với tính tình tìm chết như mình, đã sớm mộ xanh cỏ rồi. Cho dù không có lòng tham không đáy đòi lấy nhiều lợi ích hơn, nhưng hắn nghĩ kỹ lại một chút, có chuyện vẫn có thể đề xuất, nhưng hiện tại an toàn sinh mệnh của ta vẫn chưa thể có được bảo đảm, rất khó chuyên tâm đi tiếp nhận sản nghiệp của Mai Hoa Bang. Tên gia hỏa Trần Huyền đó đích xác có chút phiền phức, tuy thực lực không ra gì, nhưng lại trơn như cá trạch, rất khó bắt được bóng dáng của hắn, có điều lần này hắn muốn tới giết người, ngược lại cung cấp một khế cơ để bắt được hắn. Khương La Phu đứng lên, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía Minh Nguyệt Thành ở xa xa, ta nghĩ thêm một chút, có biện pháp sẽ thông chi cho người. Tổ an từ văn phòng hiệu trưởng đi ra, trong đầu vẫn nhớ lại câu cuối cùng của Khương La Phu, sao nghe cứ như là định lấy hắn ra làm một nhiều vậy nhỉ. Đáng tiếc biết những cái này cũng vô dụng, hiện tại chỉ có tư cách làm quân cờ. Tổ an tâm sự nặng nề trở lại phòng học, trải qua chuyến đi tới bí cảnh lại thêm lúc trước ở hậu sơn một đao thiếu chút nữa chém chết thạch côn, hiện tại trong trường học thì cũng không có mấy người dám coi khinh hắn, ngay cả thái độ của các lão sư ở trên lớp cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn trở lại phòng học, phát hiện là lớp lý luận chiến tranh. Vốn định chuyên tâm nghe giảng một lúc, đáng tiếc hắn không biết gì về lịch sử của đại lục này, rất nhiều chiến dịch, quốc gia cổ đại hắn căn bản đều chưa từng nghe qua, cuối cùng giống như nghe thêm thứ vậy. Rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ, sau đó bắt đầu tính toán điểm nộ khí tích lũy được trong đoạn thời gian này. Cứ mỗi lần tới lúc này là hắn lại vui nhất, giống như một con sóc nhỏ cần cùng ngày đêm không ngừng tích trữ hạt thông, hiện tại đến lúc hưởng thụ thành quả rồi nhìn thấy tổng điểm nộ khí, hắn không khỏi giật mình, mười trăm ngàn vạn mười vạn. Lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng là hoa mắt, xác nhận đi xác nhận lại liền phát hiện tổng cộng tích góp được 321.765 điểm nộ khí. Nhớ lại một chút, hai lô điểm nộ khí lớn nhất, một là là tối hôm qua ở thần tiên cư, lô còn lại là lúc trước ở trong bí cảnh khiến những bạn học đó tự biết xấu hổ. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một ý niệm, nếu một ngày nào đó mình lõa thể đi một vòng ở Minh Nguyệt Thành, những nam nhân tự ti sẽ cống hiến cho hắn bao nhiêu điểm nộ khí có điều nghĩ tới cái giá đắt sau khi làm như vậy hắn vẫn từ bỏ ý đồ này thôi ca vẫn cần mặt mũi kỳ thật hắn lo lắng nhất là chọc giận cường giả hàng đầu chân chính thân là nam nhân hắn cảm thấy bất kể là cấp bậc tu vi cao hay thấp khẳng định đều rất để ý tới loại chuyện này vạn nhất là phải mấy tên tâm lý biến thái xuất phát từ ghen tị chạy tới điều cho hắn mấy đau nghĩ đến đây hắn theo bản năng kẹp chặt chân lại chỉ cảm thấy phía dưới lạnh toát quên đi cứ dựa theo lúc trước lúc trước tìm mấy hồng nhan chi kỳ xinh đẹp để kiếm điểm nộ khí của đám chó liếm đó vậy. Như vậy sẽ an toàn hơn. Xác định được lộ tuyến chủ yếu để kiếm điểm nộ khí trong tương lai, Tổ An bắt đầu rút thường. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. 321.765 điểm nộ khí có 3.217 lần cơ hội rút thường. Về sau điểm nộ khí càng lúc càng nhiều, số lần phải rút thường lần cũng càng lúc càng nhiều, như vậy rút từng lần, tay sợ rằng phải ấn tới gãy mất. Tổ An tràn ngập lo lắng đối với tương lai có điều vẫn ấn nút Enter, bắt đầu rút thưởng. Trước kia bất kể hắn cầu phụ thân khấn nãi nãi thế nào, lúc ban đầu toàn là cảm ơn đã tham gia, khiến hắn dã chết lặng rồi. Dù sao cũng có hơn 3.000 nhiều lần, hắn cũng lười chẳng muốn dâng hương tắm rửa cầu thần bái Phật. Con trỏ không ngừng xoay, cuối cùng không ngờ không dừng lại ở một ô trống, mà là rơi xuống con số 8. Hai mắt tổ an trợn trừng, vui sướng vội vàng đi kiểm tra. Trước mắt xuất hiện một cái bình nhỏ, bên trong có chất lỏng lóng lánh màu xanh lục, phía dưới có một hàng chữ nhỏ, bình độc, loại ném có thể khiến mục tiêu trong phạm vi nhỏ sinh ra hiệu quả tê liệt không có sức ngũ phẩm trở xuống là không đếm xỉa tới phòng ngự lúc này hắn mới nhớ tới trước kia cũng từng rút được thứ này lúc ấy thực lực của hắn còn rất yếu chính là dựa vào thứ này để lừa cướp giết người hắc phong trại của ngọc yên la đối với hắn lúc đó mà nói đặc tính bỏ qua cấp bậc phòng ngự của thứ này là vô cùng hữu dụng nhưng hiện giờ với thực lực của hắn đối phó kẻ địch từ ngũ phẩm trở xuống căn bản là không cần dùng đến thứ này đối phó ngũ phẩm lục phẩm mới cần thứ này nhưng nó lại không có tác dụng với ngũ phẩm trở lên. Về phần ngươi nói đối phó với tu vi cao hơn, nằm thẳng để mặc cho đối phương trà đạp, trừ khi đối phương là cao thủ mỹ nữ. Không đúng, hiện tại phú bà khoái nhà cầu cũng không còn, cho dù là cao thủ mỹ nữ hắn cũng không thể dùng, chỉ có thể hy vọng vào giá trị nhan sắc của mình. Thu lại độc bình gân gà này, Tổ An lại bắt đầu rút thưởng tiếp. Sau khi liên tục rút mấy lần cảm ơn đã tham gia, con trò cuối cùng cũng rơi xuống nguyên khí quả. Tổng cộng có hơn 3.000 lần rút thưởng, Tổ An có chút chết lặng ấn nút Enter trong lòng không khỏi hoài niệm ân phím tiếp trước. Bỗng nhiên mắt hắn sáng rực lên, bởi vì hắn chú ý thấy con trỏ rừng ở chữ cái cây. Chúc mừng rút chúng kỹ năng, khẩu thổ phân phương. Giải thích kỹ năng, khi ngươi sử dụng kỹ năng này, tiếp theo ngươi nói bất kỳ lời gì, kẻ địch nghe thấy đều coi là phúng và khiêu khích cực đoan nhất. Tất cả địch nhân nghe thấy một câu nói của ngươi đều sẽ lâm vào trạng thái phẫn nộ cực độ, các hạng năng lực được cường hóa 10%, sau đó bất chấp tất cả một giết chết ngươi. Điểm độ khí của kẻ địch sinh ra bởi kỹ năng này là không thể thu thập, nhắc nhở hữu nghị sử dụng kỹ năng này một cách thận trọng bởi vì một khi sử dụng chưa hết thời gian hiệu lực chỉ có hai loại kết cục hoặc ngươi giết chết tất cả kẻ địch đang phẫn nộ hoặc là ngươi bị bọn họ giết chết nhìn thấy nhắc nhở ở cuối cùng tổ an lập tức trợn tròn mắt mẹ kiếp đây là kỹ năng lừa đảo gì thế không ngờ lại bắp cho kẻ địch ta con mẹ nó đầu óc có bệnh mới sử dụng kỹ năng này có lẽ kỹ năng này hữu dụng đối với người khác nhưng bản thân hắn đã tự mang thiên phú khẩu thổ phân phương rồi tùy tiện nói mấy câu cũng có thể khiến người ta tức tới ngác ngoài còn có thể thu được điểm nộ khí lại không cần tăng thêm năng lực cho kẻ địch, lại càng không cần không chết không ngừng với đối phương. Cho nên kỹ năng này đối với hắn mà nói thì có ý nghĩa gì? Tổ an thầm nghĩ chẳng trách kỹ năng này lại có thể sử dụng không hạn chế, phải biết rằng những kỹ năng có hiệu quả thần kỳ như phú bà khoái nhạc cầu, chừng thùy thủy hoài dựng lúc trước, có cái nào mà không phải có cả đống điều kiện hạn chế. Cũng là loại kỹ năng phế tài như nghĩ thu xá mới không hạn chế số lần sử dụng. Nghĩ chắc khẩu thổ phân phương này cũng không tốt hơn là bao. Tổ an mặt đen như than, phải biết rằng xác suất rút được kỹ năng là rất nhỏ không phải là rút cái nào chúng cái nấy, kết quả lại là một kỹ năng phế vật như vậy. Xem ra vận khí hôm nay không tốt lắm rồi. Quả nhiên, tiếp theo hắn rút chúng trừ nguyên khí quả ra thì chính là cảm ơn đã tham gia. Một lọ thuốc cũng không rút được. Phải biết rằng hiện tại hắn rất muốn một bình đỏ tín xuân ca. Trần Huyền không biết lúc nào sẽ bất thình lình cho hắn một cú, với cái tính nước tiểu của tên gia hỏa đó, khẳng định đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay tất nhiên phải có kết quả. Nếu có bình đỏ tín xuân ca, dù xui xẻo bị đối phương đánh lén mất đi sức chiến đấu, cũng còn có thể lập tức khôi phục lại. Nhưng hiện tại là không hy vọng gì rồi, chỉ có thể thời khắc cảnh giác thôi. Sau một phen rút thường, cuối cùng tính toán một chút, tổng cộng rút được 320 trái nguyên khí quả. Dựa theo xác suất này mà tính thì kỳ thật hôm nay vận may cũng không tệ lắm. Sắc mặt hơi dịu đi, nhân lúc không ai chú ý, nhất nhất ăn vào 320 trái nguyên khí quả. Sau đó triển khai nội thị, biểu cảm lập tức cứng lại. Chuyện gì thế, vì sao pháp trận trong cơ thể chỉ bổ sung có hơn một phần 11 chút? phải biết rằng đây là lần hắn ăn vào số lượng nguyên khí quả nhiều nhất. Hắn cẩn thận xem xét một chút, sau đó cuối cùng phát hiện ra vấn đề. Hiện giờ hắn đã là tam phẩm cấp 8 đỉnh phong, bởi vì lúc trước số lượng nguyên khí quả mà mỗi pháp trận cần đều dựa theo quy luật dãy số Fibonacci, tính ra thì pháp trận thứ 9 tổng cộng cần 2.584 trái nguyên khí quả mới có thể lấp đầy. Hiện giờ chỉ ăn 320 trái, đương nhiên chỉ lấp được khoảng 1 phần 10. Kỳ thật lúc trước pháp trận thứ 7 cần 987 trái nguyên khí quả, Pháp trận thứ 8 cần 1597 viên, cũng không phải là chút điểm nộ khí này của hắn có thể gom đủ. Cũng may mà chiến đấu đẫm máu với Mị Ly, đương nhiên, chủ yếu là Mị Ly đơn phương giày vò hắn. Dưới sự giúp đỡ của phú bà khóa nhà cầu, vô số lần bị đánh ngã, lại vô số lần từ trong vũng máu đứng lên, thân thể không biết chúng bao nhiêu vết thương chí mạng, mới kích phát được hiệu quả để thăng công lực khi bị đánh của Phượng Hoàng Nết Bàn Kinh, liên tục để thăng hai cấp nhỏ. Chỉ đơn thuần dựa vào cán thuốc mà muốn lấp đầy pháp trận, chỉ sợ là là một quá trình vô cùng chậm chạp hiện tại mới tam phẩm đã khó khăn như vậy, sau này tới cấp cao hơn, vậy nguyên khí quả cần chính là con số thiên văn, cơ hồ là không thể đạt thành. hắn suy nghĩ một lúc, thật sự không nghĩ ra manh mối gì, chỉ đành dứt khoát từ bỏ. đi một bước xe một bước, đến lúc đó rồi tính sau. bất tri bất giác đã đến giờ tan học, vì tác ở bên cạnh sớm đã không nhịn được, trực tiếp ghé tới. lão đại, tối hôm qua tư vị của hoa khôi thế nào? vừa rồi trên lớp hắn dạ muốn hỏi, nhưng nhìn thấy tổ an lúc thì nhíu mày, lúc thì nghiến răng nghiến lợi không biết hắn có chuyện gì, trong nhất thời không dám mở miệng. Khi tan học phát hiện sắc mặt hắn cuối cùng cũng trở lại bình thường, mới vội vàng hỏi. Hắn cũng tự hiểu lấy mình, nữ nhân như như vậy, không phải hắn có thể có được. Nhưng có thể gián tiếp thông qua lão đại để cảm nhận một chút mùi vị của nữ thần. Nghe thấy câu hỏi vi tác, một đám bạn học chung quanh cũng ghe tới. Hiển nhiên chuyện ngày hôm qua hoa khôi lựa chọn hắn sớm đã được truyền khắp, anh ấy đều dùng ánh mắt tràn ngập bát quái nhìn hắn. Nhìn bộ dạng chờ đợi của mọi người, tổ an ngượng ngùng nói tối hôm qua không làm gì cả, thế là trực tiếp bắt đầu làm đồng mặt dày, đương nhiên là vô cùng khoái hạt rồi, quả thực là thể nghiệm giống như thần tiên. Hắn thuận miệng bịa chuyện, lấy ra một số tình tiết tiểu thuyết đọc được trên mạng kiếp trước ra dùng, còn thiếu mỗi nước kể luôn ra Kim Bình Mai. Tuy học sinh của Minh Nguyệt học viện có không ít công tử thế gia, nhưng cũng có rất nhiều đệ tử đến từ tầng lớp dân thường, tỷ lệ này của hoàng tự ban còn nhiều hơn. Lại thêm tuổi tác không lớn, cho nên đại đa số ở phương diện này đều có thể xem như là người mới, ai nấy nghe mà huyết mạch trương phồng, mặt đỏ tai hồng trong ánh mắt tràn ngập vẻ Hồng mộ ghen tị hận. Đến từ mọi người của Hoàng tự Ban, điểm nộ khí 66 cộng 66 cộng 66 cộng. Tổ An thầm nghĩ đám gia hỏa này đúng là không phúc hậu, nghe ta kể chuyện miễn phí mà không ngờ còn tức giận như vậy. Hừ, thôi, nề tình có điểm nộ khí, bản công từ người lớn không trách trẻ con, tha cho các ngươi. Lúc này một bạn học chạy tới truyền lời, à tổ, ở cửa có người tìm ngươi. Đoạn thời gian này ngoại hiệu của ngoại hiệu cũng khiến mọi người gọi quen rồi. Một đám người vốn đang nghe hay, nghe vậy đều bực mình, thầm nghĩ ai mà lại quấy dày bọn họ nghe cố sự vào lúc này theo bản năng quay đầu lại nhìn chỉ thấy một mỹ nữ cổ điển váy dài tung bay đứng ở cửa đang mặt mày tươi cười nhìn tổ an đó hình như là trịnh đán mỹ nhân xếp thứ 9 trên hồng nhan vàng quả nhiên là nhân vật cấp nữ thần chỉ là đứng đó một cách vô cùng đơn giản đã miểu sát đám dưa vẹo táo nứt của lớp chúng ta rồi khí chất tốt thật tiểu thư khuê các dịu dàng như vậy tuyệt đối là nhân tuyển thi tử hoàn mỹ Người đừng cố nữa người ta đã định hôn với công tử tăng gia rồi không tới lượt ngươi đâu vậy vì sao nàng ta lại tới tìm a tổ hình như cũng không phải lần đầu tiên sặc nghe ngươi nói như vậy cứ như hai người này có gian tình nghe tiếng thì thầm to nhỏ của người xung quanh truyền đến bá đỏ hay hay ngượng ngùng cúi đầu thể hiện ra hết hình tượng ngượng ngùng của một tiểu thư khuê các tổ an đi tới cửa nhìn thiếu nữ váy rẻ mặt mày xấu hổ ở trước mắt trong lòng thầm cảm thán nữ nhân này dựa theo cách nói kiếp trước thì tuyệt đối là đẳng cấp trà xanh nhưng biết sao được nàng ta thật sự quá xinh đẹp chẳng trách kiếp trước không phải là nam nhân thì thường thường đều ghét trả xanh. Trịnh tiểu thư tìm ta chuyện gì vậy? Trịnh đán mấy mái môi, có chút do dự nhìn người khác một cái, có thể tới chỗ khác nói chuyện không, nơi này không tiện lắm. Được, vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Tổ an vốn muốn dứt khoát để nàng ta tới ký túc xá chờ xong, có điều nghĩ đến chút thời gian nghỉ giữa giờ này chưa chắc đã kịp. Nhìn hai người vai kề vai, giống như một đôi tình lữ bước đi. Vì ta không khỏi bội phục sát đất, lão đại quả nhiên không hổ là lão đại, tối hôm qua vừa chơi hoa khôi xong, hôm nay lại có trịnh đại tiểu thư chủ động tìm đến cửa hừ cũng chưa chắc đã bẩn thỉu như ngươi nói trịnh tiểu thư chính là người có hôn ước chắc là có chuyện đứng tán tìm hắn một bạn học khác không nhịn được mà phản bác nghe thấy tối hôm qua tổ an ở chỗ thu hồng lệ hưởng hết dưỡng phúc đã hâm mộ ghen tị lắm rồi hiện giờ lại có một đại mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ trong lòng hắn làm sao mà chịu được chuyện nam nữ không phải là đứng đắn à vì tác trưởng mắt phản bác hơn nữa có hôn ước thì sao người có vị hôn thê không phải là càng có cảm giác chinh phục hơn à một người khác ở bên cạnh không nhịn được bật cười tên gia hỏa ngươi nói cũng đâu ra đấy nhỉ đáng tiếc bản thân không làm được liền tự nhập vào a tổ người ta đúng là không biết ngượng mặt vi tác đỏ lên nói hưu nói vượn ta chỉ là cao hứng cho lão đại thôi nhìn thấy điểm nộ khí lục tục tăng lên tổ an có chút tò mò những kẻ đó rốt cuộc là đang làm gì sao lại phẫn nộ nhiều như vậy a tổ nghe nói ngươi trên đường tới trường bị trần huyền ám sát ngươi có bị thương không hai người tới một chỗ vắng vẻ Trịnh đán đổi lại vẻ đoan trang rụt rè lúc trước, mà là vẻ mặt quan tâm nhìn hắn, vừa nói vừa khẩn trương kéo tay hắn kiểm tra khắp người. Giờ thêm là mất tiền đấy. Nếu không phải lúc trước đã đoán được mục đích của nàng ta, nói không chừng tổ an đã thật sự bị nàng ta mê hoặc rồi, bởi vì nàng ta giả vờ thật sự quá giống. Hoàn toàn giống như một thiếu nữ lo lắng cho ý trung nhân. Tên gia hoàng ngươi đúng là. Sắc mặt trịnh đán ửng đỏ, xì một tiếng, nghe ngữ khi nói chuyện của ngươi, chắc không bị thương gì rồi, ta cũng an tâm. Đa tại trịnh tiểu thư dã quan tâm, Tổ an thuận thế tay nàng tay nàng ta, tay của nữ nhân này cũng không biết bảo dưỡng thế nào, vừa mềm mại lại trơn nhắn, chẳng lẽ là từ nhỏ đã ngâm trong sữa à. Trịnh Đán có chút mất tự nhiên rụt tay về, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng lần trước cầm tay đối phương đặt lên đùi nàng ta mà ve vuốt, cũng không biết lúc ấy bị ma xui quỷ khiến thế nào. Trịnh Đán thầm nhắc nhở mình ngàn vạn lần đừng dẫm lên vết xe đồ đó. Đồng thời không quên ý đồ đến lần này, a à, tổ, nghe nói Trần Huyền đó là lục phẩm, nếu hắn quyết tâm muốn giết người, sợ rằng người sẽ nguy hiểm, ta có biện pháp nào? cùng lắm thì mỗi ngày trốn trong học viện, ta không tin hắn dám đến học viện. Tổ an đáp, kỳ thật ngươi ở sở gia cũng an toàn, minh nguyệt công đường đường là bát phẩm, sở gia cũng có cao thủ nhiều như mây, huống chi ngươi còn có sư phụ để xin giúp đỡ. Trịnh đán thản nhiên cười, làm bộ vô tình nói ra, sư phụ, tổ an sửng sốt, sư phụ nào? Trịnh đán mỉm cười, tên gia hỏa ngươi kín miệng thật một thân bản sự này của ngươi không phải là tự dưng mà có chứ tổ an cười ha ha ta là đây là trịnh tiểu thư đang dò hỏi tình báo à thủ đoạn không cao minh cho lắm. Không nói thì thôi. Trịnh đán hừ một tiếng, tên ra hỏa ngươi, người ta không phải là quan tâm tới an nguy của ngươi sao, kết quả lại bị ngươi hoài nghi như vậy. Tổ an nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, một lúc sau mới nói, nếu ta nhớ không lầm, trịnh tiểu thư hình như có hôn ước trong người, tới tìm ta như vậy, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Trịnh đán thở dài, quả nhiên tất cả mọi người đều thấy như vậy, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Nàng ta vừa nói vừa đi sang một bên, nhìn chân trời xa xôi có chút thất thần hôn nhân với tăng gia là cha ta quyết định loại gia đình như chúng ta mặc dù ở minh nguyệt thành trên danh nghĩa là một trong tứ đại gia tộc nhưng nói đến cùng chẳng qua chỉ là gia đình thương nhân vẫn không thể so với gia tộc đứng đầu chân chính cho nên biết được tăng gia có ý định thông gia trưởng bối trong nhà ai nấy đều vui tới phát điên cơ hồ là không chút do sự đáp ứng ngay tuy nội tình của tăng gia nông cạn nhưng dù sao cũng là tân quý kinh thành là sùng thần trước mặt hoàng thượng qua một hai trăm năm nữa chắc cũng có thể trưởng thành làm gia tộc hàng đầu chính bởi vì sự trưởng thành của bọn họ cần thời gian mới thông hôn với loại gia tộc như chúng ta, những trưởng bối của trịnh gia sao có thể bỏ qua chuyện tốt như vậy. Nhưng vì sao từ đầu tới cuối đều không có ai hỏi ý kiến của ta, ta có thích người đó không, ta có nguyện ý cả cho người ta không. Nhìn thấy nàng ta nói đến chỗ kích động, trên con mắt đã lờ mờ phủ lên một tầng thủy quang. Ngay cả tổ an cũng không thể phân biệt rõ nàng ta là biểu lộ chân tình hay là cố ý nguyện trang. Kỳ thật ngươi cũng không cần thiết phải khó chịu như vậy, từ nhỏ đến lớn ngươi đã được hưởng thụ các loại điều kiện ưu đãi mà thân là đại tiểu thư trịnh gia mang đến, vậy tất nhiên là nên gánh vác trách nhiệm tương ứng thân ở đại gia tộc rất nhiều chuyện đích xác không phải do mình làm chủ trịnh đán có chút kinh ngạc nhìn hắn trước giờ không ai nói với ta những cái này cho dù là những khuê mật thân nhất đều an ủi ta cùng cảm thán vận mệnh bất công với ta quan điểm này của đích xác không giống người thường còn người ta trước nay thích ăn ngay nói thật người sẽ không bởi vậy mà hận ta là tốt rồi tổ an đáp trong ánh mắt nhìn về phía hắn của trịnh đán hiện lên một tia phức tạp nói thật người thật sự có chút đặc biệt tổ an nhớ lông mày lộ ra vẻ vô cùng đắc ý có phải là đặc biệt đẹp trai không trịnh đán đỏ mặt xìm một tiếng hừ đặc biệt không biết xấu hổ hai người tiếp theo lại hàn huyên câu được câu không bởi vì có khúc nhạc đệm vừa rồi hiện giờ hai người nói chuyện cũng không có tính mục đích gì Đề tài tán gỗ thiên mã hành không hai người ngược lại cảm thấy một loại thoải mái khác lạ bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim bất chi bất giác tiếng chuông nào lớp vang lên trước khi rời đi trịnh đán lưu luyến không rời quay đầu lại a à, tổ ngươi phải thật cẩn thận đừng để bị Trần Huyền đó làm tổn thương. Tổ An cười hì hì nói, yên tâm, ta còn có rất nhiều chuyện muốn nói với Trịnh Tiểu Thư, trước lúc đó, sao nỡ để bị người ta hại. Trịnh Đán ngượng ngùng cười nói, xì, không đứng đắn, ngươi cũng có lão bà rồi, còn đi chung quanh hái hoa ngắt cỏ. Tổ An bật cười ha ha, ngươi cũng có có vị hôn phu rồi mà, tình huống của hai chúng ta vừa hay là một đôi tạo hóa gây dựng. Trịnh đán trung quy không chống đỡ được thế công nóng bỏng của hắn, xì một tiếng, đào mặt một đường chạy mất. Vòng qua một góc tường, cả người nàng ta tựa vào vách tường vươn tay ra ôm ngực cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch trong nhất thời có chút ngưỡng ngàng rõ ràng là ta tới trêu chọc hắn sao cảm thấy nhân vật của hai bên lại có chút tráo đổi cho nhau vậy tiết học tiếp theo cũng qua rất nhanh khi tan học sở hoàn chiêu không biết từ đâu xông ra hậm hực hư một tiếng nữ nhân họ trịnh tìm ngươi làm gì tổ an có chút bất ngờ tin tức của ngươi cũng linh thông nhỉ trong ánh mắt sở hoàn chiêu lộ ra một chút đắc ý đó là đương nhiên ở trong trường học bản cô nương có nhiều tiểu đệ lắm nàng ta đang muốn khoe công tích vĩ đại của mình bỗng nhiên ý thức được không đúng vội vàng hừ một tiếng đừng đánh chống làng tiện nhân đó rút cuộc tìm ngươi làm gì tổ an không nhịn được nói ngươi là trẻ con há miệng ngậm miệng đều là tiện nhân tiện nhân thật sự rất chướng tai gai mắt ta cứ như vậy đấy nàng ta biết rõ ngươi có thê tử rồi còn chủ động tới đây đưa không phải tiện nhân thì là gì sở hoàn chưa đang nói bắt có chút đỏ lên giống như phải chịu ủy khuất cực lớn làm sao vậy nhanh như vậy đã bình nàng ta rồi à nhìn thấy bộ dạng nước mắt lã trã của tiểu cô nương trong lòng tổ an mềm nhũn vội vàng nói đương nhiên không phải nàng ta tìm ta chủ yếu là nghe nói chuyện trần huyền ám sát ta có chút lo lắng cho an nguy của ta quan hệ của các ngươi từ lúc nào lại trở nên thân mật như vậy sao nàng ta lại quan tâm ngươi thế trong mắt sở hoàn triệu lấp lánh quang mang nguy hiểm theo bản năng vươn tay ra sở ai hào chi tiên bên hông tổ an hơi biến sắc vội vàng giải thích lúc trước dẫu sao cũng từng cứu nàng ta hơn nữa là bạn học nàng ta quan tâm một chút cũng là rất bình thường nữ nhân đó thường ngày trông dịu dàng nhu nhược nhìn rất giả tóm lại ta không thích nàng ta sở hoàn chiêu hừ một tiếng tổ an cảm thấy đau đầu rồi 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 sau này ta sẽ bớt tiếp xúc với nàng ta là được quả nhiên giữa nữ nhân chính là lám trò tiểu di tử tuổi nhỏ như vậy lại đã có những manh mối này lo lắng nàng ta tiếp tục dây dưa vấn đề này tổ an vội vàng làm di rời sự chú ý của nàng ta từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo tiểu chiêu lúc trước không phải đáp ứng tặng người lễ vật à nhưng lại một mực không nghĩ ra tặng gì cho tới trước đây không lâu vừa có được một thứ thú vị mau nhìn xem đây là gì nhìn bình chất lòng xanh mượt trước mắt sở hoàn chiêu ngẩn ra không phải là nước hoa chứ ta trước nay không dùng thứ đó có điều nếu là tỷ phu tặng ta sẽ miễn cưỡng thử xem tổ an toát mồ hôi thân mẹ nó nước hoa người đã thấy trên đời này có nước hoa gì màu xanh lục chưa hình như là không có màu này sở hoàn chiêu cười cười ngượng ngùng vậy rốt cuộc là gì ma tí độc bình tổ an nói lại đại khái công hiệu của nó sau đó bổ sung đối với ngũ phẩm trở xuống có thể không đếm xỉa tới phòng ngự nếu chúng thì nhất định sẽ toàn thân tê liệt mất đi năng lực phản kháng thứ này tốt còn hay hơn nước hoa trong mắt sở hoàn chiêu tỏa ra quang mang cực kỳ hưng phấn cầm lấy ngắm nghía bộ dạng yêu thích không buông tay nhìn thấy nàng ta thích tổ an thầm thở phào nhẹ nhõm ma tí độc bình này đối với hắn hiện tại mà nói thì có chút gân gà vừa hay đang thiếu một món quà cho tiểu di tử cho nên liền lấy ra đưa cho nàng ta vốn đang lo lắng tặng nữ hải tử lễ vật như vậy thì có chút kỳ quái có điều nghĩ tới tính tình điêu ngoa của tiểu chiêu thứ này dường như vừa hay hợp với khẩu vị của nàng ta sở hoàn chiêu ngắm nghía một lúc sau đó rụt rè cất vào trong lòng sau đó nhìn tổ an tỷ phu hiện tại ngươi là bao nhiêu phẩm an do dự một chút tu vi cấp bậc hiện tại của hắn dựa theo tiêu chuẩn bình phán của thế tục thì là tam phẩm cấp 8 đỉnh phong nhưng chiến lược thực tế thì lại không chỉ như vậy theo hiểu biết đối với thế giới này càng lúc càng nhiều ở học viện lại học được không ít tri thức tu hành hắn đã có phán đoán tinh tường cho dù không có hồng mông nguyên thủy kinh thối luyện cường hóa thân thể nhưng dựa theo phượng hoàng nếp bàn kinh từng bước lấp đầy pháp trận lực lượng của hắn cũng mạnh hơn người cùng phẩm cấp rất nhiều đây cũng là nguyên do vì sao mỗi một pháp trận của phượng hoàng nếp bàn kinh muốn lấp đầy lại khó khăn như vậy thấy hắn do dự sở hoàn chiêu cũng không bận tâm chỉ cần xác định một mấu chốt đạt được tóm lại người đã tới ngũ phẩm chưa vậy thì chưa tổ an theo bản năng đáp vậy thì tốt sở hoàn chiêu lộ ra nụ cười giống như tiểu hồ ly tổ an bỗng nhiên lờ mờ cảm thấy có chút không ổn rốt cuộc là có chuyện gì ngươi hỏi cái này để làm gì không có gì sở hoàn chiêu khẽ hử một tiếng đổi lại trạng thái dầu dĩ không vui lúc trước miệng lẩm bẩm hát tay đi lắc lư rồi nổi đi ở phía trước tổ an vì sao lại có một loại cảm giác lấy đá đập chân mình thế nhỉ đi tới cửa trường phát hiện trừ mấy vị tiêu thiện hòa ra còn có thêm một đội hộ vệ sở ra do sở hồng tài cầm đầu ờ hồng tài huynh sao ngươi lại tới đây tuy thường ngày người này trông lúc nào cũng lạnh lùng nhưng tối hôm qua ở thần tiên cư kiến thức hắn hóa thân thành phan cuồng bỗng nhiên cảm thấy nhìn hắn thuận mắt hơn rất nhiều gia chủ nghe nói chuyện ngươi ở trên đường bị tập kích liền phái ta dẫn theo một đội nhân mã tới đây bảo hộ các người tan học biết được tối hôm qua hắn không lên giường với nữ thần của mình ánh mắt khi sở hồng tài nhìn về phía hắn cũng nhu hòa hơn mấy phần thân phận của hắn là phó thống lĩnh thị vệ trong phủ lúc trước phụ trách quản lý linh tuyền kết quả linh tuyền bị ô nhiễm hắn cũng bởi vậy mà anh nái từ trước nhưng ở trong lòng người sở ra hắn xưa nay vẫn là rất đáng tin cậy lần này liền phân cho hắn một nhiệm vụ này vậy thì là phiền hồng tài huynh và các vị tô an biết lúc này phu phụ sở thị quan tâm nhất là an nguy của sở sơ nhan lại thêm lúc trước xảy ra chuyện cao thủ bát phẩm xâm nhập cho nên hiện tại thống lĩnh nhạc sơn phải ở lại sở phủ bảo hộ sở sơ nhan lần này phái phó thống lĩnh tới đã là rất nề tình rồi tuy nhóm người này luận về đơn thể thì không phải là đối thủ của trần huyền nhưng đều là tinh nhuệ chi sư của sở gia hợp lại một chỗ trần huyền cũng rất khó làm gì được bọn họ trừ khi hắn cũng mang theo một đống thủ hạ đến, nhưng đã xảy ra chuyện ngày hôm qua, bên thành chủ và sở gia sớm đã tra xét người lạ ở các nơi, một mình hắn trốn đi thì cũng thôi, nhưng nếu thật sự tụ tập một đống người đi lại trong thành, vậy thì đúng là tự tìm cái chết. Sau khi trở lại sở gia, thành thủ bình sớm đã đứng chờ ở cửa, sau khi nhìn thấy hắn, lập tức giơ cao một bái thiếp, trong tay vẻ mặt hưng phấn đi tới, cô gia cô gia thần tiên cư thu. Hắn đang định lên tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy sở hoàn chiêu ở phía sau tổ an, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, lập tức giấu thứ trong tay ra sau lưng, hiển nhiên trận soi buổi sáng khiến hắn vẫn nhớ như in. Tuy bởi vậy có được tiền thưởng của cô ra, nhưng thống khổ mà ai hào chi tiên mang đến, cho dù là người tham tài như hắn, cũng không muốn thử lại một lần nữa. Thần tiên cư gì? Sở hoàn chiêu nhìn hắn với vẻ hoài nghi. Không có gì. Thành thù bình vội vàng nói. Thật không? Sau lưng ngươi đang giấu gì? Sở hoàn chiêu kiễn chân nhìn về phía sau hắn. Thành thù bình vội vàng nói. Nhị tiểu thư nhìn nhầm rồi, thực sự không có gì, đúng lúc này bỗng nhiên hắn cảm thấy tay lòng ra thứ trong tay bị ai đó giật ra lập tức quýnh lên đang muốn quay đầu đòi lại phát hiện đứng phía sau là phu nhân tần vãn như nhà mình lập tức nốt lại những lời muốn nói tần vãn như không để ý đến hắn thản nhiên mở tờ bái thiếp đó ra sau đó sắc mặt lạnh toát nhìn chăm chăm tổ an ha ha thì ra là thu hồng lệ của thần tiên cư gửi thiệp mời cho ngươi giỏi 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 lắm nghe thấy là thiệp mời của thu hồng lệ không ít nam nhân trong sân đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ cho dù là thân là thị vệ của sở gia mọi người đều biết diễm danh của thu hồng lệ cô nương nổi nhất toàn bộ minh nguyệt thành à không đúng toàn bộ quận lâm xuyên nam nhân nào mà không muốn âu yếm chiêu số của cô gia đúng là khá thật không ngờ ngay cả thu đại gia cũng có thể câu dẫn được trước kia vẫn có chút không hiểu nhân vật giống như thần tiên như đại tiểu thư vì sao lại coi trọng cô gia hiện tại mới biết là ta quá trẻ tuổi đáng tiếc lại bị phu nhân bắt tại trận cô gia hôm nay phiền rồi mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu đại đa số thị vệ chỉ mang tâm thái xem kịch Sở Hồng Tài nghe thấy Thu Hồng Lệ cố ý gửi bái thiếp mời Tổ An, đúng là vừa hâm mộ lại ghen tị. Thân là fan trung thành của Thu Hồng Lệ, mấy năm nay chưa từng nghe thấy nàng ta từng chủ động gửi bái thiếp mời ai. Thường thường đều là mọi người gửi bái thiếp cho nàng ta mời tới phủ biểu diễn hoặc là lộ mặt, đã là vô cùng vinh hạnh rồi. Tối hôm qua tuy hai người không phát sinh gì, nhưng nhìn bộ dạng chủ động này của Thu Cô Nương, thực sự phát sinh gì đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Dẫu sao theo hắn, với sự xinh đẹp và quyến rũ của Thu Hồng Lệ, không nam nhân nào có thể chống cự được mị lực của nàng ta. Nghĩ đến nữ thần trong mộng rồi sẽ có một ngày bị tổ an đặt dưới thân, hắn cảm thấy khóc không ra nước mắt. Mẹ kiếp, sớm biết thế này chẳng thằng ngày hôm qua hai người bọn họ ngủ với nhau luôn cho xong, giống như bây giờ giao cùn cắt thịt, chờ ngày đó tiến đến, ngược lại càng dày vò hơn. Đến từ sở hồng tài, điểm nộ khí cộng 233. Tổ an có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, đối với chuyện như vậy mình cũng không có biện pháp mà. Đừng trách huynh đệ không phải người, thật sự là nữ thần của người rất mê người đang nói chuyện với người đó, người đang nhìn đi đâu thế? Trong lòng Tần Vãn Như vốn rất khó chịu, người ta ở rể có ai mà không phải ở nhà dễ bảo, sợ đắc tội với nhà vợ, kết quả từ trên người kẻ này lại hoàn toàn không cảm nhận được loại cảm giác khủng lúc này. Hơn nữa hắn không ngờ còn dám ngang nhiên câu tam đáp tứ với nữ nhân thanh lâu, người ta còn tìm tới nhà rồi. Sở ra đường đường là gia đình hào hoa, lúc trước đối phương chỉ là một tên lưu manh chơi bời lâu lồng trên phố, hắn là lấy đâu ra dũng khí mà dám làm ra việc này. Nếu lan truyền ra ngoài, mặt mũi sở ra biết để vào đâu đến từ tần vãn như điểm độ khí cộng bốn trăm linh lúc này tờ an mới phục hồi tinh thần nữ nhân này hôm nay lại đến ngành à nhìn nàng ta muốn nói gì đó bỗng nhiên tầm mắt chú ý tới trên người nàng ta không kìm được mà nghĩ đến tối hôm qua không cẩn thận bóc phải trong nhất thời biểu cảm vô cùng cổ quái vào phủ rồi nói thấy hắn không đáp lời chỉ nhìn mình chằm chằm tần vãn nhìn nhíu mày nàng ta cũng không nguyện ý xử trí hắn cửa để tránh khiến người ngoài nhìn thấy mà chê cười một đám thị vệ ném cho hắn ánh mắt bảo trọng ngay cả thành thủ bình cũng lui về phía sau. Tổ an thầm nghĩ thằng ôn này để khi nào ở riêng rồi nói không được à, sao cứ phải hò hét ầm ĩ ở cửa để tất cả mọi người đều biết. Hừ, tìm cơ hội phải đổi điểm thông minh. Một đường đi theo tới thư phòng, tần vãn như ngồi xuống thượng thủ, sau khi bảo người khác lui ra, mới vỗ cái bàn ở bên cạnh. Người biết sai chưa? Không biết ta sai gì, kể ra, cũng là phu nhân tự tiện đọc thư cá nhân của ta mới là không thích hợp. Tổ an cao mày đáp, nữ nhân này không có việc gì lại tới tìm hán gây sự, đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Tần Vãn Như Nàng ta trong nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm, tên này không ngờ còn dám tranh luận. Vốn muốn hắn nhận sai, mình thuận thế trách phạt hắn một phen, chuyện này cứ thế bỏ qua, nào ngờ hắn lại to gan lớn mặt dám cãi lại mình. Phản rồi phản rồi, Tần Vãn Như tức giận đến run rẩy cả người, ngươi chỉ là một kẻ ở rề nghèo hèn, theo lý thuyết thì cả người ngươi đều là của sở ra, sao còn có khái niệm thư từ cá nhân gì. Đến từ Tần Vãn Như, điểm nộ khí cộng 530 lúc này tổ an mới có phản ứng thế giới này không khác lắm cổ đại kiếp trước kẻ ở rể cũng giống như người đào vong người buôn bán nhỏ đều là tầng lớp dưới cùng khi quốc gia có việc mỗi lần mộ binh phục dịch chấn thủ biên cương bọn họ đều là bị chọn đầu tiên tuy cô gia của sở gia khẳng định khác với kẻ ở rể bình thường nhưng cũng không tốt hơn là bao ở dạng thế giới này làm gì có nhân quyền đúng là nghĩ nhiều rồi nhưng hắn đường đường là nam nhi cao bảy thước sao có thể chịu được loại oan ồn này tổ an lạnh lùng nói phu nhân đã xem thường ta như vậy sở gia này ta không ở cũng được. Kỳ thật nữ nhân này năm lần bảy lượt tìm hắn gây phiền, nếu không phải nể mặt sở sơ nhan và tiểu chiêu, hắn đã sớm không chịu được rồi. Đoạn thời gian này giúp sở gia thắng được định mức thị trường binh khí trên đại hội gia tộc, chỉ một hạng này thôi đã không biết cửu về cho sở gia bao nhiêu bạc. Về sau lại để vô tung huyễn liên cực kỳ quý giá cho sở sơ nhan phục dụng, khiến nàng ta tuổi còn trẻ lại có thể chạm tới cánh cửa thất phẩm, phóng mắt khắp thiên hạ, cũng là thiên tài đỉnh cao nhất ở thế giới này, vinh quang mà một thiên tài hạch tâm mang đến cho gia tộc hoàn toàn không thể dùng kim tiền để đong đếm. Càng đừng nói tới mấy ngày này còn mệt chết mệt sống cứu nữ nhi của nàng ta. Suốt ngày không nói được câu nào hay, ngược lại còn nghênh đón các loại xề sói. Chuyện hôm nay chỉ là cọng cỏ cuối cùng áp chết lạc đà, hắn cuối cùng cũng không nhịn được, được nổi giận. Có lẽ là ở trong bí cảnh trải qua lịch luyện sinh tử chiến với cửu phẩm thậm chí là cường giả cấp bậc cao hơn, hiện giờ tâm thái của hắn sớm đã vô cùng cường đại. Trở về Minh Nguyệt Thành lại nhìn những người này giống như thôn tân thủ, tuy trong thành có cả đống cao thủ có thể một tay bóp chết hắn, nhưng không gây trở ngại tới hắn trên tâm thái cho rằng là như vậy. Dẫu sao tuyệt cảnh như ở trong bí cảnh còn vượt qua rồi, cục diện trước mắt có tính là gì? Chỉ là dọn ra khỏi sở ra, dù sao hiện tại với tu vi của hắn cũng đủ để tự bảo vệ mình, trên người cũng có tiền, trong học viện còn có chỗ dừng chân. Cùng lắm thì mỗi ngày tìm cơ hội trở về trị thương cho sơ nhà là được. Không thể không nói đây là nhân tính, lúc trước hắn không có bất kỳ vốn liếng gì, cho dù ở sở ra chịu chút ủy khuất, cũng sẽ yên lặng thừa nhận, nhưng hiện tại sau khi đủ đủ vốn liếng, lòng tin cũng mạnh hơn. Nghe xong tuyên ngôn tuyên truyền giác ngộ của hắn, Tần Vãn Như, bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Là ta nghe lầm sao? Tên này bỗng nhiên bị thần kinh à? Đến từ Tần Vãn Như, điểm nộ khí cộng 999. Sở hoàn chiêu ở bên cạnh sớm đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng chạy đến bên cạnh mẫu thân giải thích. Mộ thân, tỷ phu hắn không phải có ý đó, ngươi đừng coi là thật. Tần vãn như cuối cùng cũng có phản ứng, một tay đẩy nữ nhi ra, nhìn tổ an cười lạnh nói đúng là phản rồi hiện tại cánh cứng rồi thì muốn rời khỏi sở ra nào có dễ dàng như vậy sở ra chúng ta không gật đầu ngươi cho rằng là ngươi đi được cả à? tổ an sửng sốt lúc này mới nhớ tới trước kia hình như ở trên lớp hình luật của minh nguyệt học viện từng nghe qua chuyện tương tự hình như kẻ ở rể không phải muốn thoát tịch là có thể thoát tịch cần phải được người của nhà bên vợ đồng ý nhưng người nhà vợ sao lại đồng ý chuyện như vậy thả cho kẻ ở rể rời khỏi sau đó nữ như nhà mình thành người nhị hôn còn muốn còn muốn cũng không dễ dàng Nghĩ tới một tầng này, mặt hắn không khỏi đen xì như than, chẳng lẽ cả đời này không thể bỏ được thân phận này sao? Tuy hắn không ngại bám váy đàn bà, nhưng là thích loại bám váy đàn bà tiến thối tự nhiên, chứ không thích loại bị trói trong nhà, ngay cả sự tự do của nhân sinh người không cảm giác được. Sở hoàn chiêu ở bên cạnh gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, một lúc khuyên nhủ người này, một lúc khuyên nhủ người kia, nhưng cả hai đều đang nổi nóng, không ai nguyện ý chịu thua. Đang không biết làm như thế nào cho phải, sở sơn nhan nghe tin chạy tới, mẹ, A Tổ đây là các ngươi đang làm gì thế khụ khụ nghe thấy tiếng ho khan của nữ nhi tần vãn như vội vàng chạy tới đỡ nàng ta sao ngươi lại đi ra bên ngoài gió lớn cẩn thận cảm lạnh sở sơ nhan lộ ra nụ cười nhợt nhạt mẹ ta vẫn chưa yếu tới mức đó tần vãn như quýnh lên nhưng thương thế của ngươi cực kỳ cổ quái lúc trước khi bao đại phu trần trì rõ ràng là rất nghiêm trọng nhưng về sau không biết vì sao lại đột nhiên có chuyển biến tốt nhưng không biết lúc nào lại sẽ chuyển biến xấu cho nên vẫn phải cẩn thận bao hữu nhân ở sở phủ nhiều năm như vậy mọi người đều biết rất rõ y thuật của hắn, tuyệt đối sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Cho nên sau khi hai vợ chồng trải qua sự hoảng loạn lúc ban đầu, rất nhanh liền ý thức được không phải là kỳ đăng đồ thật sự thần như vậy, mà là thương thế của nữ nhi bỗng nhiên tốt lên. Nhưng càng biết điểm này, bọn họ càng lo lắng, bởi vì đã ngu nga ngu ngơ có chuyển biến tốt, cũng có khả năng bất trì bất giác sẽ chuyển biến xấu, căn bản không phải sức người có thể nắm giữ. Lúc này sở hoàn chiêu ở bên cạnh không nhịn được nói, không phải đột nhiên chuyển biến tốt, mà là tỷ phu chữa cho hắn á tần vãn như nhìn tổ an một cái trong giọng nói lộ vẻ khinh miệt hiển nhiên không tin hắn lại có bản sự này đúng là tỷ phu sở hoàn chiêu quýnh lên nàng ta lo lắng nếu hôm nay không nói ra những cái này sau này sẽ không có cơ hội để nói nữa vạn nhất mẫu thân thật sự thẹn quá hóa giận đuổi tỷ phu ra khỏi sở ra vậy phải làm sao bây giờ đáng tiếc tác phong làm việc thường ngày của nàng ta đã định trước là nàng ta người nhỏ lời nhẹ nói ra cũng rất khó khiến mẫu thân tin thế là đành phải nhìn về phía tỷ tỷ xin giúp đỡ Lúc này Sở Sơ Nhan cũng mở miệng nói, "Không sai, quả thật là a tổ chữa cho ta, mới kéo ta từ quỷ môn quan về." Tần Vãn Như lộ ra vẻ hoài nghi, thầm nghĩ nữ nhi không phải là vì cứu hắn mới cố ý nói như vậy chứ. Có điều chú ý thấy vẻ trịnh trọng trên mặt nữ nhi, nàng ta cuối cùng cũng có phản ứng, "Đúng là hắn đả Sở Sơ Nhan ừ một tiếng, "Nhưng trong những ngày này ta đều ở cùng ngươi, hắn là chữa cho ngươi thế nào?" Mày Tần Vãn Như nhíu chặt lại, thật sự vẫn không thể tin được, bởi vì ta hạ mông hắn dược cho mẹ sở hoàn chiêu ở bên cạnh lý nhí nói tần vãn như lúc này sở hoàn chiêu mới nhỏ giọng kể lại chuyện lúc trước liên quan tới an nguy của tỷ phu nàng ta cũng mặc kệ tất cả nghe tiểu nữ nhi nói xong tần vãn như thiếu chút nữa thì tức tới ngất xỉu đây là thân sinh sao có ai chơi mẹ ruột như vậy không ta đã nói chẳng trách mấy ngày nay cứ mê mê man man buổi tối có rất nhiều chuyện không nhớ được thì ra là nha đầu này giờ cho quỷ càng nghĩ càng tức kéo sở hoàn chiêu lại đặt trên đùi đánh đòn cho nàng ta biết cái gì gọi là mẫu tử nữ hiếu. Nàng ta thật sự rất khó thở, xuống tay không chút lưu tình, đánh cho sở hoàn chiêu kêu cha gọi mẹ. Sở sơ nhan ở bên cạnh vội vàng nói, mẹ, muội muội cũng vì cứu ta, kỳ thật không chỉ là nàng ta, tối hôm qua ta cũng điểm huyệt đạo của ngài. Nghe lại nữ nhi nói xong, tần vẫn như chớp chớp mắt. Trong nhất thời không hiểu là có ý gì. Sở sơ nhan vì chia sẻ áp lực cho muội muội, đành phải giải thích, bởi vì buổi tối A à Tổ muốn tới trị liệu trị liệu, nhưng mẹ lại cứ đòi ở lại với ta, tối hôm qua hắn không biết là có ngài lén lút lẻn vào phòng ta lo lắng bị ngươi phát hiện liền liền điểm huyệt đạo của ngươi sau khi nàng ta nói xong những lời này da thịt tái nhợt lúc trước sớm đã đỏ bừng nàng ta từ nhỏ luôn là nữ nhi ngoan ngoãn từ trước tới giờ chưa làm qua chuyện khác người như vậy nghe xong tất cả cả người tần vẫn như đều ngây đơ đời trước ta tạo nghiệt gì không ngờ lại đồng thời sinh ra hai nữ nhi ngoạ long phượng sổ như vậy một lúc sau tần vãn như mới hồi phục lại tinh thần khẩn trương nhìn nữ nhi phải biết rằng ngay cả bao đại phu cũng không thể, hắn thật sự biết chị à, chưa từng nghe qua hắn biết y thuật. Chắc là sư phụ thần bí đó của hắn dạy, sở sơ nhan ngượng ngùng nhìn tổ an một cái, mới đáp, hắn dùng châm cứu dẫn dắt hàn khí trong cơ thể của ta, bài ra từng chút một, ta có thể cảm thấy được biến hóa của thân thể. Châm cứu, tần vẫn như biến sắc, vội vàng nói, bao đại phu và kỳ thần y đều từng nhắc tới, tình huống trong cơ thể mỗi người đều khác nhau, người ngoài không rõ nếu lỗ mãng loại trừ hàn khí trong ngươi rất dễ tạo thành thương thế không thể vãn hồi. Mau dừng lại đi, không được làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hắn khác, hắn biết tình trạng thân thể ta. Sở sơ nhan ngượng ngùng cúi đầu, chỉ cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên. Tần vãn như chớp chớp mắt. Cái gì gọi là hắn biết tình trạng thân thể của ngươi? Sở sơ nhan cuối cùng vẫn không tiện thừa nhận chuyện trong bí cảnh, vội vàng nói. Chắc là biện pháp vị sư phụ thần bí của hắn dạy hắn rất đặc biệt. Nói chung ta có thể cảm thấy rõ ràng tình trạng thân thể đang chuyển biến tốt, mẹ, Ngươi cũng có thể phát hiện trong những ngày này trên người ta đã ấm hơn rất nhiều mà hắn thực sự thần như vậy à tần vãn như nửa tin nửa ngờ bỗng nhiên nghĩ đến gì đó vội vàng kéo nữ nhi sang một bên nhỏ giọng hỏi người nói hắn thông qua châm cứu dẫn dắt hàn khí ra cho ngươi vậy có cần cởi quần áo không mà sở sơ nhan lập tức đỏ lên cúi đầu ử một tiếng nhỏ như mỗi kêu ngươi cởi hết quần áo à tần vãn như giật nảy mình một lúc sau vẫn chưa phục hồi tinh thần nàng ta rất rõ mục đích phía sau của sở Gia nhận tổ an làm rề theo nàng ta đây chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, lương người ngoài mà thôi. Đại nữ nhi từ nhỏ đến lớn đều có tính tình vô cùng kiêu ngạo, trước giờ có các loại quang hoàn của thiên tài quấn thân, luôn nghiêm nghị với nam tử. Nàng ta thật sự rất khó tưởng tượng nữ nhi như vậy vì sao lại đồng ý cởi áo tháo thắt lưng ở trước mặt tên gia hòa tòa án đó. Các người là không phải đã, đã động phòng rồi chứ? Tần vãn như bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, vội vàng hỏi. Mẹ, người đang nói gì thế? Dẫu sao mà sở sơ nhan cũng mỏng, thói quen thiếu nữ nhiều năm cũng rất khó có chuyển biến sao có thể không biết xấu hổ mà ở trước mặt mẫu thân và muội muội thừa nhận những cái này vội vàng nói hắn chỉ châm cứu sau lưng ta ta dùng đồ che chỗ khác lúc này tần vẫn như mới thở phào nhẹ nhõm có điều cho dù là như vậy nàng ta vẫn rất khó lý giải nữ nhi không ngờ lại đồng ý làm như vậy ở trước mặt tổ an đột nhiên nàng ta lại nghĩ tới một chuyện khác vội vàng hạ giọng hỏi tối hôm qua hắn có phải hắn làm ra hành động vô lễ gì với ta không nghĩ đến mình đầu tiên là là bị tiểu nữ nhi đánh thuốc lại bị đại nữ nhi điểm huyệt, nàng ta liền cảm thấy rất buồn. Sở sơ nhan nghĩ đến chuyện tối hôm qua đối phương tưởng nàng ta là mình mà ôm vào trong lòng sờ loạn, sắc mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng nói, không, ta dùng chăn che cho ngươi rồi. Nàng ta biết mẫu thân đang nổi nóng, nếu biết chuyện tối hôm qua, còn không lật tung trời à. Dù sao tối hôm qua đích xác cũng không phát sinh gì, mình nói như vậy cũng không tính là nói dối. Sở sơ nhan cũng không ý thức được, trước kia nàng ta trên cơ bản chưa bao giờ nói dối, nhưng từ sau khi quen biết tổ an, cũng bắt đầu các loại nói dối có thiện ý. Một tảng đá lớn trong lòng tần vãn như cuối cùng cũng rơi xuống đất. Cục diện dối rắm nơi này ta cũng lời chẳng muốn quản, đều là tỉ muội các người làm ra, tự các người giải quyết đi. Nói xong hừ một tiếng, liền phẩy tay áo bỏ đi. Nghĩ đến hai nữ nhi bảo bối của hai vị nam nhân khác mà chống đối mình, người bỏ thuốc, kẻ điểm huyệt, trong lòng nàng ta rất lòng chua sót. Mà người khởi xướng tất cả những điều này chính là tên gia hòa tòa án đó. Đến từ tần vãn như, điểm nộ khí 44 cộng 44 cộng 44 cộng, Tổ An không biết phải nói gì, không ngờ nàng ta đi rồi với còn có oán niệm lớn như vậy. Sở Hoàn Chiêu ở bên cạnh cũng có chút trột dạ, vội vàng đuổi theo hiến ân cần, "Mẹ, ta tiễn ngươi." Lúc này Sở Sơ Nhan mới nhìn về phía Tổ An, "Ngươi không muốn ở Sở gia nữa à?" Nhìn đôi mắt mê người giống như tinh không của nàng ta, Tổ An có chút chột dạ, chủ yếu cũng là mẹ ngươi thường xuyên nhằm vào ta. Sở Sơ Nhan lắc đầu, "Mẹ ta cũng không khó tính như ngoài mặt đâu, ngươi xem lần này nàng ta giáo huấn ngươi còn cố ý đuổi người khác đi, chính là cố kỵ đến mặt mũi của ngươi." vốn định dăn dạy ngươi riêng một chút nào ngờ ngươi lại giáp mặt chống đối khiến nàng ta sự mặt Tô an nhíu mày nói cũng không thể một mực lấy ta làm nơi chút giận của nàng ta chứ sở sơ nha nói mẹ không xấu như ngươi tưởng tượng đâu ví dụ như hôm nay ngươi nói ra như vậy đổi lại là một gia tộc khác đã trực tiếp đánh trượng ngươi rồi cũng là điều mà pháp lý đại chu triều cho phép nàng ta lại thủy chung không làm như vậy hơn nữa vừa rồi phải tay áo bỏ đi lại mượn cớ của ta vào tiểu chiêu khiến chuyện này kết thúc ở đây nếu không chuyện này càng làm quá lại càng khó giải quyết Nghe thấy nàng ta nhắc tới đánh trượng, Tổ An thầm nghĩ thế giới này tới cửa ở rể đúng là không có nhân quyền. Đương nhiên nếu đối phương thật sự muốn hạ tử thủ, hắn sẽ không thể thúc thủ chịu trói. Có điều mang một thân phận như vậy, thật sự đúng là chán nản, không biết tới ngày nào đó sẽ bị người ta lấy thân phận của hắn ra làm văn. Chú ý thấy sắc mặt hắn có chút khó coi, ngữ khí của sở sơ nhan trở nên nhu hòa hơn một chút. Người cũng phải thông cảm một chút, trong đoạn thời gian này tâm tình của đoạn thời gian này một mực không tốt, đầu tiên là bên ta gặp chuyện không may, khiến nàng ta một mực lo lắng gần đây lại bị thái thú tang hoàng dùng ý chỉ triều đình buộc phải quyên góp tất nhiên khó tránh khỏi có chút nóng này lại thêm tên gia hỏa nguyên một chút lời mềm mỏng cũng không biết nói mới tạo thành phong ba lớn như vậy khụ khụ nói đến chỗ kích động nàng ta không nhịn được mà ho khan tổ an vội vàng tới đỡ nàng ta ngồi xuống người đừng kích động người trọng thương chưa lành hiện tại thân thể còn rất yếu ớt mong nghỉ ngơi một chút sở sơ nhan ngồi xuống uống chút nước khí sắc cả người tốt hơn nhiều lúc này tổ an có chút tò mò hỏi quyên góp đó là gì Sở Sơ Nhan giải thích, mỗi lần quốc gia dụng binh trần tài hoặc là làm công trình cỡ lớn cần tiền bạc, đều sẽ kêu gọi phú thương thiên hạ yến tài vật cho quốc gia, đây là quyên góp. Còn có như vậy nữa à? Tổ An trợn tròn mắt, đã là tự nguyện, ta không quyên thì thôi chứ. Nào có, Sở Sơ Nhan lắc đầu, tuy trên danh nghĩa là tự nguyện, nhưng thao tác thực tế lại khẳng định không phải, vì yêu cầu quyên góp đều là loại hào phú giáp một phương, sở dĩ những gia tộc này có thể làm được sinh ý lớn như vậy, đều là nhờ chính sách của triều đình. Nếu ngươi không quyên, những gia tộc nhỏ phía dưới ngươi còn có rất nhiều gia tộc nguyện ý quyên còn chỉ mong có được cơ hội như vậy khiến triều đình cho họ một số chính sách có lợi kinh doanh mới sắt như sở ra chúng ta cũng coi như là là gia tộc giàu có nhất minh người thành thậm chí là châu quận phụ cận tất nhiên cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị yêu cầu quyên góp tổ an dần dần nghe hiểu theo người nói quyên góp này chắc là một loại hiến kim chính trị phú thương quyên gia tài vụ triều đình sẽ cho chính sách ưu đãi vậy nên là song thắng vì sao các người lại buồn giàu như vậy sở sơ nhan giải thích một ngành nghề muối này mà nói triều đình thực hiện chế độ diêm dẫn gián tiếp dẫn tới một số diêm thương lớn hình thành địa vị lũng đoạn kiếm được lợi nhuận lớn tất nhiên phải hồi báo triều đình những diêm thương đó cũng minh bạch có được thành tựu hôm nay hoàn toàn là ăn tiền của chính sách triều đình cho nên đối với quyên góp cũng không phản đối nhưng không chịu nổi triều đình luôn đòi quyên góp những gia tổng này có tài đại khí thô tới mấy cũng không chịu nổi cấp đoạt như vậy huống chi sở ra chúng ta mấy trăm năm trước đã có vùng đất này chúng ta có sự hưng thịnh hôm nay không phải nhờ ân điển của triều đình mà là năm đó tổ tiên dùng mồ hôi và máu đánh hạ được những quạng sắt quảng mới này. Nói một cách thì năm đó khi sở ra chúng ta năm đó có vùng đất này, vương triều đại chu còn chưa thành lập. Những năm gần đây chúng ta không có được bất kỳ lợi ích gì của triều đình, lại không ngừng bị triều đình bắt buộc quyên góp, trong lòng tất nhiên không quá tình nguyện. Tổ An nghe mà trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được nói, nghe khẩu khí trong lời này của ngươi, sở ra là tính tạo phản à. Đừng nói bậy, sở sơ nhan tức giận trợn mắt, chỉ là có chút bất mãn thôi, nhưng chưa tới tình trạng đó huống chi hiện giờ triều đình cường thịnh nếu thực sự có ý đồ đó hoàn toàn là tự tìm đường chết nhưng loại như các người khẳng định là trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của triều đình nếu ta là hoàng đế nhất định sẽ đầu tiên các người đầu tiên tổ an cảm khái nói trong thiên hạ gia tộc tương tự như chúng ta kỳ thật còn rất nhiều cũng không phải hoàng đế muốn trừ bỏ là có thể trừ bỏ nếu không rất dễ biến thành thiên hạ đại loạn sở sơ nha đáp cho nên hoàng thượng cũng chỉ có thể dựa theo chế độ điều lệ mà làm lần này tang hoàng tới đây chính là vì chuyện này đỏ mắt với quạng mới sắt của sở gia chúng ta lại không thể cấp đoạt trắng trợn như vậy hai bên liền thi triển thủ đoạn công phòng lẫn nhau xem ai có thể cười tới cuối cùng tuy ngoài miệng sở sơ nhan thì nói rất thoải mái nhưng vẻ lo lắng trong ánh mắt lại tiết lộ tâm tình thực sự của nàng ta cánh tay chung quy là không vòng được qua đùi luôn cảm thấy sở ra các ngươi đang càng chạy càng xa trên con đường tìm chết tổ an không nhịn được mà dè biểu, bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim sở sơ nhan lườm hắn một cái mới nói Sao chúng ta không biết là như vậy, nhưng cương nghiệp mà sở ra tổ tiên đánh hạ được, không thể mất trong tay chúng ta, cho nên biết rõ không thể cũng phải nỗ lực mà thử, đây là cảm giác vinh quang và sứ mệnh của gia tộc chúng ta. Tổ an ngần ra, hắn chú ý thấy khi đối phương nói những cái này trên mặt có một loại quang huy khác thường, hắn dần dần cũng có chút minh bạch. Kiếp trước rất ít có loại gia tộc cổ xưa này, cho đến lúc ban đầu rất khó lý giải lựa chọn của bọn họ, hiện tại lại có thể cảm ngộ được một số thứ. Nếu thực sự phân đúng sai, kỳ thật bất kể là hoàng đế, triều đình hay là sở ra, đều không sai, đều có động cơ và mục đích của mình, nói đến cùng đều là tranh lợi ích mà thôi. Đúng rồi, thu hồng lệ đó là thế nào, sao lại tìm tới tận nhà? Sở sơ nhan bỗng nhiên mở miệng nhìn hắn, vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Ta cũng không biết nàng ta định làm gì, yên tâm, hai ta không phát sinh gì cả, ta vẫn thủ thân như ngọc cho ngươi. Tổ An vừa nói xong lại bỗng nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước và Tuyết Nhi, trong nhất thời có chút trột dạ. Có điều nghĩ lại, Tuyết Nhi vốn là nha đầu thông phòng nàng ta cho ta từ lúc ban đầu, nghiêm khắc mà nói thì như vậy cũng không tính là có lỗi với nàng ta. Vừa nghĩ như vậy, hắn lại trở nên vững tâm. Thủ thân như ngọc, sở sơ nhan lại cười lạnh nói, tối hôm qua vết son trên miệng ngươi là nàng ta lưu lại à? Tổ an! Sao nhớ cái này? Sở sơ nhan thở dài một hơi, nói tiếp, hôm nay đừng chạy loạn, ban ngày Trần Huyền vừa ám sát ngươi, đừng cho hắn cơ hội nữa. Vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ, cái này cho ngươi, ngươi có dành thì tu luyện thêm, tương lai đối mặt với Trần Huyền cũng có thêm một phần năng lực tự bảo vệ mình. Đây là gì thế? Tổ An sửng sốt, theo bản năng cầm lấy xem, chỉ thấy trên bìa viết bốn chữ to tuyết hoa thần kiếm. Cái này, sau khi đọc thấy mấy chữ đó, Tổ An lập tức ngây người, cái này hình như là tuyệt học sử nhà của nàng ta. Sắc mặt sở sơ nhan ửng đỏ, quay mặt sang kia không dám nhìn hắn, làm bộ như thờ ơ nói, chỉ là sợ người chết trong tay Trần Huyền đó, không ai tới trị thương cho ta nữa. Tổ An cười ha ha, trực tiếp cất vào trong lòng, thứ quý giá như vậy ta tất nhiên phải bảo quản tốt bên người rồi thấy hắn cất thận trọng như vậy sở sơ nhan gật đầu hài lòng người trước tiên cứ xem đi nếu có gì không rõ cứ hỏi ta dẫu sao ta cũng học trước rồi ở phương diện này cũng có thêm chút kinh nghiệm tổ an vũng ngực nói yên tâm đi lão công của ngươi là tư chất gì làm sao có thể đọc không hiểu khẳng định vừa học liền biết ngay sở sơ nhan các hạ là tư chất gì không phải là quá rõ ràng rồi à con bị học viện phân đến hoàng tự ban nàng ta chỉ nghĩ đối phương là là nam nhân không muốn chịu thua trên mặt mũi cũng không tiện nói gì trong lòng suy nghĩ sau này nếu có cơ hội thích hợp sẽ hiệp trợ hắn một chút đúng rồi cất bản bí tịch này cho kỹ ngàn vạn lần đừng làm mất sở sơ nhan nghĩ với cái tính tình cả lơ phất phơ của tên gia hỏa vẫn không nhịn được mà nhắc nhở làm gì có chuyện đó quyển sách này là bí mật bất truyền của sở gia các ngươi mà dạy cho ta thì không phải có chút rất qua loa à tổ an cật nhà ghé tới sở sơ nhan rụt về phía sau có chút mất tự nhiên tránh đi người đừng nghĩ nhiều dù sao ngươi cũng là cô gia của sở gia, không xem như là người ngoài, truyền cho ngươi cũng vẫn nói được, chỉ cần ngươi đừng, đừng cầm đi dạy nữ nhân bên ngoài là được. Lông mày tổ an nhướng lên, đây là ngươi đang ghen sao? Ngươi không có chuyện gì thì ta đi trước. Sở sơ nha ăn đỏ mặt xoay người rời đi, hiển nhiên không quen đàm luận với hắn về những cái này. Chờ một chút, tổ an vội vàng kéo tay nàng ta, nụ cười trên mặt cũng dần dần rút đi, nghiêm mặt nói. Hiện tại sở gia phải đối mặt với vấn đề quyên góp làm khó như vậy, không biết phải quyên bao nhiêu bạc, chỗ ta còn có chút tiền trinh, chắc có thể giúp sở ra vượt qua cửa ải khó khăn. Sở sơ nhan theo bản năng lắc lắc tay, lại không giật ra được, đành phải kệ hắn. Chỗ tiền đó của người cứ giữ lại cho mình đi, sở ra có nghèo túng tới mấy cũng không đến nỗi phải dùng tiền riêng của cô ra. Tổ an Lời này sao nghe cứ không được tự nhiên vậy nhỉ, rất giống những nam từ cổ đại ở kiếp trước nói trong nhà có khó khăn tới mấy cũng sẽ không sử dụng tới đồ cưới của nhà gái. Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngẩn của hắn, sở sơ nhan cho rằng hắn vậy bị tổn thương tới lòng tự trọng, vội vàng nói, người cũng đừng nghĩ nhiều, dẫu sao sở ra cũng là nhà to nghiệp lớn lần này sở dĩ khó xử trên trình độ rất lớn là sản nghiệp binh khí lúc trước phải chịu trùng kích quá lớn ảnh hưởng tới một bộ phận thu nhập lại thêm đoạn thời gian này mối tư tràn lan dẫn tới muối của sở ra không bán ra được cho nên có chút đau đầu muối tư tổ an ngẩn ra hiển nhiên không quá hiểu chuyện này sở sơ nhan giảng giải cho hắn dựa theo pháp lệnh của triều đình muối sau khi được diêm hộ của diêm trường nấu ra sẽ do quan phương hoặc là người đại diện thống nhất thu mua bất kể là vận chuyển hay là mua bán đều phải mua diêm dẫn của triều đình mới là hợp pháp mối được lưu thông bằng khác đều là mối tư bị cấm nghiêm khắc đáng tiếc mối tư rẻ dân chúng khẳng định là muốn mua hơn cho nên dồn dập cấm không ngừng lại thêm buôn lậu mối tư lợi nhuận rất dày có không ít hạng vong mạnh thay nhau nổi lên trước kia nàng ta chưa bao giờ nói với người khác về những cái này tất cả trách nhiệm đều tự gánh trên vai nhưng hiện tại lại theo bản năng nói với tổ an nghĩ chắc là cảnh ngộ trong bí cảnh khiến nàng ta trong tiềm thức tin đối phương có thể giúp nàng ta chia sẻ ưu sầu tổ an không nhịn được cảm thán nói muối tư của người ta bán ra rẻ hơn mối quan của các ngươi nhiều như vậy kết quả vẫn có lợi nhuận dày các ngươi giảm giá một chút không phải là được à như vậy muối tư không có không gian sinh tồn dân chúng ai lại nguyện ý mạo hiểm đi mua muối tư nữa nói dễ hơn làm sở sơ nha thở dài ngươi cho rằng là chúng ta muốn định giá muối cao như vậy ư phí tồn của mối quan ở các phương diện đều cao hơn muối tư rất nhiều trước tiên không nói tới những đòi hỏi trên quan trường chỉ nói tới diêm dẫn một tấm diêm dẫn chúng ta cần phải giao cho quan phủ 1.5 lượng bạc mà một diêm dẫn cũng chỉ được khoảng 200 cân, hàng năm tiền chúng ta bỏ ra trên diêm dẫn cũng không biết nhiều bao nhiêu. Hơn nữa có đôi khi diêm dẫn không đủ, cần dự chi định mức mấy năm sau, dự chi một tấm diêm dẫn, cần ở trên cơ sở 1.5 lượng lúc trước, lại thêm vào phí tổn mùng 2 tháng một lượng, những cái này đều là triều đình gia tăng phí tổn trên người chúng ta. Còn có quyên góp linh tinh, kỳ thật cuối cùng cũng gần với giá gốc rồi. Người có thể cảm nhận đại khái phí tổn của một chút mối quan đắc bao nhiêu. Sở sơ nhan nói tới những cái này liền thuộc như lòng bàn tay chúng ta lấy về muối đã nấu xong từ trong tay diêm hộ từ đầu tới cuối mỗi cân chỉ trả cho họ 10 văn tiền bị các loại phí tổn phân chia xuống cuối cùng giá của cân cân muối chúng ta bán ra sẽ căn cứ vào tình huống khác nhau mà có dao động đại khái ở giữa 100 văn đến 300 văn chỉ có như vậy chúng ta mới có lời mà muối tư không cần nộp lên trên những phí tổn cao ngất ngưởng đó cho nên một cân một có thể bán 20 30 văn cho nên tất nhiên không ai đến mua mới quan nữa tổ an ngơ ngác nhìn nàng ta không ngờ sở sơ nhan thường ngày thanh nhã xuất trần như tiên nữ nói tới những sinh ý này lại rõ ràng như vậy, thậm chí có thể chính xác đến mỗi một văn. Ngươi nhìn ta làm gì? Sở sơ nhan cũng chú ý thấy ánh mắt của hắn, hai má không khỏi hơi nóng lên. Tổ an nhẹ nhàng cầm tay nàng ta, nói một cách thâm tình, mấy năm nay một mình ngươi lo liệu sở ra to lớn như vậy, nhất định là rất vất vả. Có lẽ là đoạn thời gian này bị trọng thương, dẫn tới bất kể là thân thể hay là tâm lý, đều trở nên yếu ớt hơn lúc trước mấy phần. Nghe thấy lời nói của đối phương, sở sơ nhan chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, mấy năm nay nàng ta khổ cực cũng chưa từng nói với bất kỳ ai. Phải biết rằng nàng ta thích tu hành, nhưng nàng ta không thể không dành một một bộ phận tinh lực rất lớn lên trên việc kinh doanh của sở gia. Nếu không phải như vậy, với tư chất của nàng ta, sợ rằng cấp bậc tu vi còn cao hơn một bậc. Hơn nữa rõ ràng nàng ta từ nhỏ đã thích xem những thoại bàn phong hoa tuyết nguyệt đó, cũng giống như tiểu nữ sinh khác thích các loại đáng yêu lãng mạn. Nhưng để cái quản uy nghiêm, nàng ta không thể không từ nhỏ đã dùng sự lạnh lùng và cao ngạo để ngụy trang bản thân, dần già, nàng ta thậm chí cũng không biết đâu mới là mình chân chính không sao ta sớm đã quen rồi sở sơ nhan hít sâu một hơi ổn định cảm xúc của mình quay đầu sang bên để tránh bị đối phương nhìn thấy đôi mắt đã hơi long lanh của nàng ta tổ an trầm giọng nói từ giờ trở đi sẽ khác với trước kia bởi vì ngươi có ta ta sẽ giúp ngươi chia sẻ giải quyết những khó khăn này chú ý thấy ánh mắt nóng rực của hắn sở sơ nhan bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hoảng loạn theo bản năng đẩy hắn ra ngại quá hôm nay ta nói nhiều quá rồi nói xong cũng không đợi hắn trả lời không quay đầu lại mà bỏ chạy khiến cho tổ an vẻ mặt ngây đơ đây là ý gì ta tự nhận là đã trực tiếp thể thốt người tốt xấu gì cũng phải đáp lại một chút chứ nhìn bóng lưng đã biến mất của sở sơ nhan tổ an vuốt cầm bắt trước những tổng tài bá đạo kiếp trước cười tà mị nữ nhân người thành công khiến bản công tử chú ý rồi sau khi ra khỏi thư phòng tổ an chỉ cảm thấy bụng ong ọc lúc này hắn mới ý thức được sở ra trên dưới không ai gọi hắn đi ăn cơm tần vãn như bởi vì chuyện vừa rồi mà khẳng định không muốn nhìn thấy hắn tất nhiên sẽ không gọi hắn cùng dùng bữa. Người khác bởi vì nhìn thấy phu nhân tức giận, không ai lại đi dây vào. Dẫn tới tổ an hiện tại giống như bị lãng quên. Nghĩ nghĩ một chút hắn quyết định ra ngoài, trong nhà đã không có ăn, ra bên ngoài tìm chút dã thực. Không phải thu hồng lệ mời hắn ư, vừa hay tới chỗ nàng ta xin chút cơm, hơn nữa ốc biển của thương lưu ngư vẫn còn ở chỗ nàng ta. Từ chỗ thành thủ bình đòi thiệp mời về, nghe thấy hắn muốn đi thần tiên cư, thành thủ bình trợn tròn mắt, cô ra, vừa rồi phu nhân mới tức giận, lúc này đi liệu có ổn không? các ngươi không nói ta không nói, phu nhân làm sao mà biết được. Tổ an hưu một tiếng, hơn nữa, vừa rồi chuyện phu nhân tức giận đã được giải quyết, không cần lo lắng. Cho dù hắn nói rất thoải mái, thành thủ bình vẫn không thể tin được. Lần trước không phải ngươi nói tới thần tiên cư thì dùng ngươi đi cùng à, thấy cô ra quan ái ngươi chưa, cùng cô ra đi trải nghiệm chút nào. Tổ an vỗ vỗ vai thành thủ bình. Thành thủ bình sợ tới mức xương cốt cả người như nhũn ra, cô ra ngài tha cho ta đi, ta vẫn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa không nói đến nếu nhị tiểu thư biết hắn cùng cô ra đi thần tiên cư sẽ quật hắn thế nào, chỉ nói vừa rồi phu nhân mới bởi vì việc này mà phát hỏa lớn như vậy, mình dù vô tâm vô phế tới mấy, cũng không dám chạm rủi ro. Đến lúc đó có lẽ thân phận của cô ra ở đó, chỉ bị gian dạy trách phạt một chút là xong, nhưng một thằng hầu như ta, rất dễ bị vạ lây, kéo tới vội củi đánh chết. Thấy hắn sống chết không muốn đi cùng, Tổ An cũng lười chẳng muốn để ý đến hắn nữa, tự mình ra cửa. Nhưng bên ngoài ba thị vệ tiêu thiện hòa phái tới bảo hộ hắn lập tức vây tới, biết được hắn muốn đi thần tiên cư anh ấy đều khuyên can cô ra trên con đường này thật sự quá nguy hiểm đúng vậy trần huyền trốn trong chỗ tối muốn giết ngài ở học viện và sở ra hắn đều không thể xuống tay lúc trước trên đường từ học viện về sở ra cũng có rất nhiều hộ vệ nhưng nếu hiện tại ra ngoài chỉ có ba người chúng ta không phải tuyên bố bảo trần huyền đến ám sát à đúng vậy ba người chúng ta đối phó người bình thường thì còn được nhưng trần huyền là lục phẩm lại xuất quỷ nhập thần sợ rằng không thể bảo hộ cô ra được chu toàn nghe thấy mấy người tận tình khuyên bảo tổ an lại thờ ơ yên tâm đi cùng lắm thì đến lúc đó ta bảo hộ các ngươi nói xong liền nghênh ngang ra cửa tiêu thiện hòa phong đại ngưu chu lộ quân cô gia này đúng là bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc rồi không ngờ bất chấp mạo hiểm lớn như vậy cũng phải đi gặp thu hồng lệ đó đúng là trên đầu chữ xác có một cây đao mấy người oán thầm không thôi nhưng có chức trách trong người lại không thể không đi theo nhìn thấy điểm độ khí lục tục thu được từ mấy người tổ an cũng lời chẳng muốn giải thích về chuyện của trần huyền hắn cũng cân nhắc rất nhiều chỉ có đạo lý ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm hắn đã nghĩ ra một biện pháp nhất là vĩnh giật hiện tại cái còn thiếu chính là dụ đối phương ra mà hiện giờ hắn tới thần tiên cư chính là cố ý cho trần huyền một cơ hội giết hắn tiêu sơn và ba người đề nghị hắn ngồi xe ngựa như vậy người ngoài sẽ không nhìn rõ bên trong xe ngựa không xác định được tổ an có ở bên trong hay không như vậy cũng có thêm một tầng bảo đảm an toàn tổ an cự tuyệt đề nghị này bởi vì như vậy một là tầm mắt của hắn bị hạn chế, không thể phát hiện nguy hiểm trước, liên quan tới an toàn sinh mệnh, hắn muốn đặt quyền chủ động vào trong tay người khác. Nhìn Tổ An cưỡi ngựa to, nghênh ngang đi trên đường, giống như sợ người khác không biết, vẻ mặt của ba thị vệ chán nản, có điều việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể gắng gượng đi theo, đồng thời trong lòng thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may. Khi Tổ An vừa ra cửa, xa xa một người bán hàng rong lén lút thả một con bồ câu ra ngoài. Không lâu sau, trong một viện tử bí mật trong thành một nam tử tóc đỏ rút một tờ giấy nhỏ trên chân bồ câu nhìn mật ngữ đặc hữu bên trên lông mày không kìm được mà nhíu lại không ngờ nhanh như vậy đã lại ra ngoài rồi hơn nữa chỉ có ba hộ vệ một thủ hạ ở bên cạnh hưng phấn nói tên này đúng là tìm chết cơ hội tốt như vậy chúng ta đi thiệt hắn có thể báo thù cho nhị ra trần huyền tức giận tát cho hắn một cái trước kia dạy ngươi thế nào vĩnh viễn đừng coi kẻ địch là nhược trí như vậy mới có thể đạt được lâu dài tên gia hỏa tổ an đó có thể đánh sập mai hoa băng ngay cả nhị gia cũng thân tử đạo tiêu ngươi cảm thấy hắn lại là đồ ngốc sao thủ hạ đó theo bản năng lắc đầu chắc không phải thế thì đúng rồi trần huyền hừ một tiếng theo ta thấy đây là hắn cố ý giở trò dẫn dán khỏi hang nhưng vạn nhất không phải thì sao cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ thì thật sự rất đáng tiếc thủ hạ đó lý nhí nói trần huyền trầm tư một lát ta đi xem tình huống đến lúc đó tùy cơ mà động các ngươi không cần đi hiện tại trong thành khắp nơi đều là người lùng bắt chúng ta đi nhiều ngược lại sẽ nguy hiểm lão đại cẩn thận người khác đều chắp tay xưng phải Trần Huyền ừ một tiếng, lặng lẽ ra khỏi viện tử, chú ý thấy bốn bề vắng lặng, mới lặng lẽ từ lấy xuống mặt nạ mỏng ở trên mặt. Theo trên mặt mất đi mặt nạ này, dung mạo của hắn bất tri bất giác liền có thay đổi, biến thành một loại diện mạo bình thường ném vào trong đống người sẽ không dẫn tới chú ý. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh YouTube di các phim. Thậm chí ngay cả mái tóc giống như lửa đỏ cũng biến thành màu đen bình thường nhất. Đạo tạc Trần Huyền của Hắc Phong trại tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, trước nay luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi chưa từng bị người ta bắt được, sao lại là hạng lỗ mãng xung động. Lúc trước ở thần tiên cư dùng một mái tóc đỏ chói mắt xuất hiện trước mắt mọi người, ngoài mặt là hắn quá kiêu ngạo tự phụ, trên thực tế là cố ý xây dựng ra một hình tượng như vậy, cố ý dẫn lầm mọi người lên tưởng tới tóc đỏ. Trần Huyền hắn sao lại ngốc đến mức dùng mặt thật gặp người, thậm chí toàn bộ hắc phong trại cũng không biết hắn là một một cái mặt nạ. Từ nhỏ đã dãy rụa bên dưới sinh tử, hắn đã nhìn quen các loại phản bội, sao lại để lộ con bài chưa lật cho người ngoài. Hắn một đường tiến đến phương hướng chỗ tổ an, với cước trình của hắn không đã đuổi kỳ toàn người bọn họ đang âm thầm quan sát một lúc phát hiện chung quanh cũng không có mai phục hắn cười gần một tiếng đang muốn tiến lên bỗng nhiên chú ý thấy vẻ mặt thoải mái tự tại của tổ an bộ dạng giống như đang du hành như sợ người chung quanh không nhìn thấy hắn hắn không khỏi do dự tên này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì thế bỗng nhiên giật này mình ta hiểu rồi muốn bắt được mình mai phục bình thường căn bản là không mang đến tác dụng nghĩ chắc là có một số cao thủ hàng đầu mai phục ở phụ cận nói không chừng là sở trung thiên hoặc là khương la phu của học viện tự mình đi theo với bản sự của hai vị đó mình tất nhiên không thể phát hiện ra tung tích của bọn họ nguy hiểm thật thiếu chút nữa thì mắc mưu rồi trần huyền lau mồ hôi lạnh trên trán hung hăng lườm tổ an ở xa xa một cái tiểu tạp chủng này rất âm hiểm đến từ trần huyền điểm nộ khí cộng 666. nhìn thấy tin tức điểm nộ khí tổ an dùng mình vội vàng toàn thân đề phòng lặng lẽ quan sát chung quanh muốn tìm thấy bóng dáng của trần huyền chỉ tiếc hắn nào ngờ được lúc này trần huyền căn bản không phải là tạo hình tóc đỏ như trong ấn tượng của hắn cho dù động tác quan sát chung quanh của hắn rất cẩn thận nhưng làm sao qua mắt được loại người từng trải như trần huyền lập tức nhìn ra sự khác thường của tổ an trong lòng trần huyền cũng cả kinh phải biết rằng với tu vi của đối phương là tuyệt đối không thể phát hiện ra hắn chẳng lẽ là cường giả ở trong chỗ tối phát hiện ra hắn ư ừ. nghĩ đến đây trong lòng hắn có chút hoảng loạn phải biết rằng hiện giờ hắn chính là dùng bộ dạng thực sự để lộ diện nếu thực sự bị bắt gặp thì rất phiền có điều tố chất tâm lý của hắn vẫn rất cứng rắn, không biểu lộ ra điều gì dị thường, tiếp tục làm bộ như người qua đường bình thường rời khỏi con phố này. Cho tới phố đi qua mấy con phố, xác nhận không có ai đi theo, cuối cùng mới thở phào. Xem ra sau này phải cẩn thận, hôm nay nguy hiểm thật. Bên kia tổ an quan sát cả nửa ngày, ngay cả một cọng lông của Trần Huyền cũng không thấy, đồng thời hệ thống cũng không thu được điểm nộ khí của đối phương nữa. Hắn lập tức tỉnh ngộ, hơn phân nửa là đối phương đã lặng lẽ ly khai rồi. Chẳng lẽ biểu hiện của ta quá lộ liễu à? tổ an bắt đầu nghĩ lại mình từ các loại tình báo về đối phương cho thấy hắn là một tên gia hỏa giả hoạt còn hơn cả hồ ly cẩn thận hơn cả chuột muốn khiến tên gia hỏa như vậy trúng kế sợ rằng không phải dễ dàng như vậy bất chi bất giác đã đi tới thần tiên cư bởi vì tay cầm bái thiếp của thu hồng lệ rất nhanh liền có nhà hoàn dẫn theo hắn đi vào hậu viện bởi vì lần trước phát sinh phong ba trên sông lần này thu hồng lệ không dám làm chuyện chơi thuyền gì nữa mà là trực tiếp tiếp đãi hắn trong phòng mình nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của nam tử trước mắt thu Hồng lệ không khỏi trợn mắt há hốc mồm rất ít có nam nhân đến chỗ ta lại chỉ lo ăn cơm người đúng là người thứ nhất biết sao được đói bụng quá một đường bụng đói kêu vang liền nghĩ đến tới chỗ người ăn một bữa tổ an vừa ồm ồm nói vừa nhồm nhòm ăn cơm nhìn thấy tướng ăn có chút thảm hại của hắn thu hồng lệ đưa cho hắn một ly trà không nhịn được trợn mắt lên ăn từ từ thôi không ai cướp với ngươi đâu trong nháy mắt vừa rồi vẻ phong tình sóng mắt lưu chuyển quả thật là là cực kỳ động lòng người đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải thần hồn điên đảo chỉ tiếc tổ an đang mày ăn cơm căn bản không chú ý thấy cảnh đẹp trước mắt đúng rồi mấy bằng hữu đó của ta thế nào rồi tổ an nhân lúc uống nước liền tranh thủ hỏi thu hồng lệ không khỏi mỉm cười xem ra ngươi vẫn rất nghĩa khí yên tâm đi sẽ có người chiêu đãi bọn họ cam đoan chuyến đi này của bọn họ không tệ nghe thấy lời nói hơi ám muội của đối phương tổ an ngẩn ra vốn nghĩ chỉ là có người chiêu đãi ăn uống một chút là được nhưng nghe ý tứ trong những lời này sao cảm thấy có chức hoạt động bảo vệ sức khỏe nhỉ với địa vị của thu hồng lệ ở thần tiên cư ăn bài làm sao mà kém được. Mấy tên gia hỏa này lần này kiếm bộn rồi, tên ngốc thành thủ bình đó không tới, cũng không biết hắn đã bỏ lỡ cái gì. Đợi đã, tiêu phí của mấy người này tới lát nữa không phải đều bắt ta trả chứ. Mẹ nó, thế đạo gì vậy, ta đến ăn bữa cơm, lợi ích gì cũng không kiếm được, người khác sướng mà mình lại phải trả tiền. Khi hắn đang thầm dè biểu, Thu Hồng Lệ cũng không nén được tò mò trong lòng, hỏi, đường đường là sở ra, chẳng lẽ ngay cả cơm cũng không cung cấp cho người à? Kể ra thì một lời khó nói hết tổ an lộ ra đại khái một chút chuyện phát sinh mâu thuẫn với tần vãn như đương nhiên lược bớt một số chi tiết không nên nói thu hồng lệ không nhịn được nói với nhân phẩm và tài cán của công tử sở ra không ngờ lại đối đãi với người như nô bộc hồng lệ thực sự cảm thấy không đáng thay cho công tử tổ an cười cười ta có thể lý giải thành ngươi đang ở sau lưng châm ngòi lý gián quan hệ giữa ta và người của sở ra không thu hồng lệ tức giận hư một tiếng trong giọng nói tràn ngập ý tứ làm nũng người ta coi công tử là bạn tốt mới mới nói như vậy nếu không ai dám ở sau lưng nói xấu nhà của minh nguyệt công được rồi ta dùng dạ tiểu nhân đo bụng quân tử tổ an không nhịn được mà thầm cảm thán ai cũng nói nữ tử thanh lâu giỏi hiểu ý người biết nói những lời người ta thích nghe hôm nay cuối cùng cũng được kiến thức rồi tuy biết rõ lời này của đối phương hơn phân nửa là có thành phần diễn kịch nhưng vẫn không nhịn được mà tâm sinh vui mừng thu hồng lệ che miệng cười nói người ta không phải là quân tử gì cả ta chỉ là tiểu nữ tử thôi công tử không chê ta kiến thức nông cạn thì đã phải cảm ơn trời đất rồi Thu cô nương nói đùa rồi, ngươi như vậy mà gọi là kiến thức nông cạn, vậy vô số các nam nhân quỳ gối dưới váy lựu của ngươi ở toàn bộ Minh Nguyệt Thành thì tính là gì? Tổ An cười đáp, mặc dù có thể khiến vô số nam tử quỳ gối, ta lại không bận tâm, ngược lại không thể khiến công tử động tâm, vậy tất cả có ý nghĩa gì? Thu Hồng Lệ nhìn hắn, ánh mắt tỏa ra ánh sáng mê người. Tổ An thầm hô lợi hại, nữ nhân này đúng là yêu tinh, loại khiến người ta mê chết mà không đền mạng. Thu Hồng Lệ hiển nhiên cũng không muốn quá cấp tiến, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt ôn nhu hỏi đúng rồi nghe nói lúc ban ngày công tử bị trần huyền tập kích tổ an kinh ngạc nói tin tức của thu cô nương đúng là linh thông thật ai bảo tối hôm qua ta cũng thiếu chút bị trần huyền làm hại cho nên có chút lưu tâm đối với tin tức của hắn công tử chờ một chút thu hồng lệ bỗng nhiên đứng dậy chạy vào nội đường không lâu sau lấy ra một khối ngọc giản đưa cho hắn công tử nhận lấy cái này có lẽ có thể giúp ích cho công tử tổ an sửng sốt chú ý thấy trên ngọc giản lưu quang bay múa hiện lên bốn chữ to minh kính phi đài sau đó quang mang trượt lóe lại ẩn vào ngọc giản không thấy đâu đây là tổ an không nhịn được hỏi thu hồng lệ đáp ngọc giản này ghi chép phương pháp tu luyện minh kính phi đài bí thuật này có thể giúp người che giấu tu vi bản thân đồng thời còn có thể che giấu khí tức một cách triệt để không bị kẻ địch phát hiện hiện giờ trần huyền trốn trong bóng tối thời khắc chuẩn bị ám sát công tử hồng lệ nghĩ đi nghĩ lại nếu cho công tử dùng công pháp sợ rằng trong thời gian ngắn cũng rất khó luyện thành vô ích đối với tình thế nguy hiểm trước mặt thế là liền tìm môn bí thuật này nói không chừng tương lai công tử bị Trần Huyền ám sát, cũng có thêm một phần nắm chắc giữ được mạng. Nghe thấy lời nói của nàng ta, Tổ An lập tức ngây người, Thương Lưu Ngư tặng hắn ngọc bội hộ thân, Sở Sơ Nhan lại tặng hắn Tuyết Hoa thần kiếm, hiện giờ Thu Hồng Lệ cũng tặng hắn bí thuật ẩn nấp. Ai con mẹ nó nói cơm mềm không thơm, nam nhân mà làm tới mức như ta, còn có ai không? Chỉ những nam nhân mà ta biết trước mắt, không phải ta nhằm vào, ai nhưng toàn là rác rưởi. Nếu Tổ An có đuôi, lúc này sợ rằng đã vành lên trời rồi có điều hắn cũng cảm thấy kỳ quái thương lưu ngư tốt xấu gì cũng có thể nói là tri âm với hắn hai người mấy lần tiếp xúc trên trình độ nào đó cũng có thể xem như bạn nữ trên linh hồn sở sơ nhan thì không cần nói là lão bà của hắn hai người còn đồng sinh cộng từ trong bí cảnh còn từng trao đổi sâu nhất hai người này tặng hắn những thứ đó hắn không cảm thấy bất ngờ nhưng thu hồng lệ trước mắt này hai người từ lúc ban đầu tiếp xúc rõ ràng là mang theo ngươi lửa ta gạt ai nấy lộ số đều sâu hơn biển phải xem và ai chúng chiều trước. Đừng nhìn hai người thường ngày thì trò chuyện vui vẻ, ai nấy như tình mật, nhưng Tổ An biết rõ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu hư tình, lại có bao nhiêu giả ý. Nhưng một màn trước mắt khiến hắn có chút không xác định được đối phương rốt cuộc là có ý gì. Hắn không vội vã nhận lấy, mà là lẳng lặng nhìn đôi mắt mỹ lệ đó của đối phương, thứ này quý trọng như vậy, vì sao Thu cô nương lại tặng cho ta? Công tử nói như vậy khiến ta rất thương tâm, sắc mặt Thu Hồng Lệ buồn bã, bản thân trong lòng ta đã là người của công tử, tất nhiên không hy vọng tình lang mà ta lựa chọn mất sớm ta vẫn chờ người đến thần tiên cư cưới ta mà. tổ an lý trí nói với hắn lời nói của nữ nhân này là một chữ cũng không đáng tin nhưng trong tình cảnh này gia nhân lộ ra bộ dạng thâm tình lại khiến hắn rất khó không cảm động hắn hít sâu một hơi bình phục một chút suy nghĩ có chút hỗn loạn cười hì hì nói được vậy ta xin nhận tìm cơ hội thích hợp sẽ cưới cô nâng qua cửa sợ cái gì dù sao ta là nam cũng đâu có thiệt thòi gì thu hồng lệ mỉm cười công tử chưa có phụ ta tình ý giạt rào trong ngữ khí đủ để khiến bách luyện cương cũng hóa thành nhiễu chỉ nhu tổ an vội vàng nhắc nhở mình phải bình tĩnh thu cô nương mỹ lệ như vậy trong thiên hạ có nam nhân nào nỡ phụ ngươi thu hồng lệ nhẹ nhàng lắc đầu thần sắc có chút phiền muộn dùng sắc hầu người lại há có thể lâu dài hồng lệ một mực muốn tìm một người tri kỳ hy vọng công tử đừng khiến ta thất vọng tổ an thầm hô không chịu nổi nữ nhân này rất biết hơi gợi khụ khụ bản minh kính phi đài này có thể che giấu tu vi vào và vào khí tức có phải kỳ thật tu vi của cô nương rất cao bởi vì dùng kỹ năng này mới qua mặt được mọi người của minh nguyệt thành không thu hồng lệ che miệng cười sức tưởng tượng của công tử đúng là phong phú chỉ là trong thần tiên cư này loại khách nhân nào cũng có hồng lệ cũng coi như có chút danh tiếng rất nhiều người để có được nụ cười của ta mà tranh nhau tặng một số lễ vật mà bọn họ cảm thấy quý giá ta lại không tiện cự tuyệt cho nên trong tay mới tích lũy được nhiều vật báu như vậy nếu công tử muốn có thể tìm xem có thứ gì khác có thể lọt vào mắt ngươi không tổ an nghe mà hỗn độn trong gió thầm nghĩ quả nhiên bất kể là thế giới nào cũng có một đống chó liếm, bọn họ nào ngờ thứ mà mình coi như chân bảo lại bị nữ thần trong cảm nhận lấy ra để lấy lòng nam nhân khác. Ơ, ờ, vừa nghĩ như vậy, sao bỗng nhiên có chút kích động nhỉ? Gia nhân tình nặng, ta thật sự không biết nên báo đáp như thế nào, hay là ta lấy thân báo đáp nhé." Tổ An vừa cười vừa nhào tới đối phương, mũi chân thu hồng lệ điểm một cái, ống váy bay múa, vừa hay tránh được tay hắn. "A à, tổ, trước kia ngươi từng đáp ứng ta, sau khi cưới ta vào cửa, người ta mới, mới nguyện ý hầu hạ ngươi. Khi nói phối thêm vẻ thẹn thùng vừa chuẩn đó, quả thật là người thấy người thương. Hồng lệ, là ta đường đột. Tổ an cười ha ha, trong lòng lại rất bình tĩnh, xem ra lúc trước nữ nhân này quả nhiên là đang diễn. Hơn nữa vừa rồi một cú nhào lên đó của mình nhìn thì tùy ý, kỳ thật là chọn kỹ thời cơ và góc độ, bình thường mà nói nữ tử khẳng định không thể tránh được, nàng ta lại né tránh thoải mái như vậy, xem ra quả nhiên là có một thân tu vi. Hơn nữa từ trước mắt cho thấy chắc là còn cao hơn ta không ít vừa nghĩ đến đây tổ an liền cảm thấy buồn bực sao nữ nhân mà mình quen ai nấy đều trâu bò như vậy có thể kém cỏi một chút cho ta thêm tự tin không suy nghĩ này vừa hiện lên hình tượng tiểu di tử liền hiện lên trong đầu hắn bên môi không kìm được mà hiện ra nụ cười cũng may còn có tiểu chiêu a à, tổ nghe thấy đối phương đổi cách xưng hô thu hồng lệ không khỏi thầm mừng rỡ cũng rất phối hợp gọi hắn một cách đầy thân thiết tổ an đang suy nghĩ về mục đích của nàng ta nhưng nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ nữa ít nhất từ trước mắt trước mắt nàng ta là không có ác ý đối với mình. Một khi đã như vậy, phải thừa cơ lợi dụng tốt cơ hội này. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi, Hồng Lệ, tin tức của bên thần tiên cư các người có phải rất linh thông không? Nam nhân từ thiên nam địa bắc đều tới đây, người cũng biết mà, nam nhân uống chút rượu vào, ở trước mặt nữ nhân liền không thể giữ được miệng, cho nên thần tiên cư biết rất nhiều chuyện, thu Hồng Lệ mỉm cười, không biết A Tổ rốt cuộc muốn biết gì. Người có biết tình huống mối tư của Minh Nguyệt Thành không? Tổ An nghĩ đến chuyện mối tư khiến sở sơ nhan mặt có mày cáo, không nhịn được liền hỏi muối tư trong lòng thu hồng lệ khẽ độc a à, tổ chắc là lo lắng cho hiện trạng của sở gia à tổ an cười khổ một tiếng hồng lệ quả nhiên băng tuyết thông minh hiện giờ sở gia vì muối tư lưu thông khắp nơi trên thị trường mà rất khó khăn đang lo không tìm thấy biện pháp gì để giải quyết hắn tính dùng chuyện của sở gia để ném đá dò đường thử xem thu hồng lệ rốt cuộc là nhằm vào bên nào thu hồng lệ nhíu mày đáp muối tư của minh người thành quả thật là tràn lan nguyên nhân căn bản tạo thành tình huống này vẫn là lợi ích quá lớn làm sinh ý muối tư không ai không phải là hạng vong mệnh hơn nữa vì đối kháng với quan phủ đã hình thành bang hội của mình bang hội tổ an nhận ra không sai theo ta được biết bang hội lớn nhất ở phục cận hình như là cự kình bang chủ yếu chính là dựa vào buôn lậu muối tư để có được lợi nhuận kết xù bang chủ của bọn họ trước nay luôn rất thần bí cách nói về thân phận của hắn rất nhiều nhưng không có cách nào là chính xác thu hồng lệ nghĩ nghĩ một chút rồi nói cự kình bang tổ an như hiểu ra gì đó còn có tin tức gì khác không thu hồng lệ lắc đầu có chút ánh ấy nói, người cũng biết thân phận trước kia của ta mà, rất khó có tiếp xúc được với những người này, hơn nữa không quá đặc biệt chú ý tới những cái này, cho nên hiểu biết cũng không nhiều, có điều hiện giờ người đã muốn biết, vậy ngày tháng tiếp theo ta sẽ giúp người hỏi thăm một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đó. Vậy đa tạ hồng lệ, bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Tổ an mừng rỡ, dẫu sao sở ra cũng có thân phận quan phương, muốn tra những cái này cũng rất khó tra được gì hữu dụng. Nhưng thần tiên cứ lại ở giữa hai đạo hắc bạch, tốc độ tập hợp và phân tán tin tức của nơi này là cực nhanh hơn nữa thân phận của thu hồng lệ ở đây nếu nàng ta muốn tra khẳng định là làm ít công to giữa chúng ta việc gì phải nói cảm ơn thu hồng lệ mỉm cười tổ an lại hàn huyên một lúc với nàng ta thấy sắc trời đã muộn liền đứng dậy cáo từ thu hồng lệ cũng lo giữ hắn lại ở đây sẽ khiến hắn sinh ra hành động không an phận gì đó cho nên cũng không cố giữ sau khi tiễn hắn rời khỏi trở lại trong phòng liền phát hiện cổ nguyệt nhất đã chờ ở cửa ánh mắt nhìn nàng ta tràn ngập mê say có điều bởi vì chuyện lần trước hiện giờ hắn đã thu lượm hơn rất nhiều vội vàng cúi đầu hỏi sư muội việc gì phải đối tốt với tên gia hỏa đó như vậy thậm chí ngay cả bản lĩnh giữ nhà của người cũng truyền cho hắn thu hồng lệ liềm biếng nằm xuống ghế dựa hắn là người ta lựa chọn ta tất nhiên không thể để hắn bị trần huyền giết sớm như vậy cổ nguyệt nhất ngẩng đầu nhìn bởi vì tư thế nằm của nàng ta dẫn tới phía trong làn váy như ẩn như hiện đáng tiếc mở to mắt nhìn lại vẫn không nhìn thấy gì lĩnh vực tuyệt đối chết tiệt hắn lo lắng bị đối phương chú ý thấy sự khác thường của mình vội vàng hỏi người thật sự muốn giúp hắn đối phó những kẻ buôn lậu mối tư đó ư phải biết rằng những kẻ đó ai nấy đều là hạng vong mệnh giết người không chớp mắt chẳng lẽ chúng ta lại không phải à thu hồng lệ cười khanh khách hai chân rất tự nhiên đổi tư thế đan nhau lúc trước đang lo không tìm thấy điểm cắt vào hiện tại có cơ hội tốt hiện giờ địa vị của tổ an ở sở gia quá thấp bất lợi cho kế hoạch sau này của chúng ta vừa hay nhân cơ hội này giúp hắn giải quyết vấn đề mối tư đang làm khốn nhiễu sở gia như vậy chắc hắn có thể chậm rãi tiến vào tầng lớp quyết sách của sở gia chúng ta cũng thông qua hợp tác lần này kéo gần quan hệ với hắn, khiến hắn ý thức được muốn sống yên ở sở ra thì không thể thoát khỏi sự giúp đỡ của chúng ta. Động tác đổi chân vừa rồi của đối phương khiến cổ nguyệt nhất thấy mà nuốt nước nước miếng, sư muội quả nhiên là mưu tính sâu xa. Thu hồng lệ cười khanh khách, vươn tay ra bóp hờ một cái, tên gia hỏa đó có chút khác biệt với nam nhân bình thường, nhưng vẫn không thoát khỏi được lòng bàn tay của ta. Hắt gì? Trên đường về sở phủ, tổ an chỉ cảm thấy mũi có chút ngưng ngứa, hắt gì một cái, cũng không biết là mỹ nữ nào đang nhớ ta ba người tiêu thiện hòa ở bên cạnh thầm nghĩ da mặt của cô da dày như vậy cũng không biết là tu luyện ra thế nào có điều lúc này đi theo hắn ra ngoài hưởng thụ một phen hương ôn nhu của thần tiên cư bọn họ cũng biết là nhờ hơi tổ an cho nên ai nấy khi nhìn về phía hắn ánh mắt có thêm mấy phần sùng bái so với thường ngày lúc này tổ an lại không bận tâm mấy người bọn họ nghĩ gì trước tiên ngưng thần tĩnh khí điều tra chung quanh thủy trung không không tung tích của trần huyền lại thêm hệ thống điểm nộ khí cũng không thu được phản ứng của hắn nghĩ chắc là hắn không ở gần đây lúc này tổ an mới lấy ra ngọc giản vừa rồi thu hồng lệ tặng cho hắn nghiên cứu một phen theo một cỗ nguyên khí đưa vào trong ngọc giản ngọc giản hiện lên một đạo lưu quang hắn cảm thấy có rất nhiều văn tự truyền vào trong đầu mình bồ đề bản vô thụ minh kính diệt phi thai bản lai vô nhất vật hà sử nhiễm trần ai nghiên cứu cẩn thận một phen hắn phát hiện nguyên lý của bí kỹ này có chút tương tự như phật pháp kiếp trước đều chú ý tới một chữ không nếu muốn che giấu khí tức và tu vi của mình đầu tiên phải triệt để biến mình thành không lĩnh ngộ đối với không càng sâu hiệu quả ẩn nấp lại càng mạnh, tương ứng có thể giấu giếm được sự điều tra của cường giả cấp bậc cao hơn. Trên đường đi đều đang trầm tư, lúc sắp tới sở phủ, bỗng nhiên tiêu thiện hòa, phòng đại ngư, chu lộ quân đi điều này đồng loạt quay đầu, miệng ồn một tiếng. Làm sao vậy? Tô An hỏi. Không có gì, có thể là ảo giác, vừa rồi cô ra giống như là bỗng nhiên biến mất. Chu lộ quân đáp, hai người khác cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Có điều hiện giờ nhìn rõ hắn vẫn đang ở đây, chẳng lẽ là vừa rồi ở trong thần tiên cư hao tổn quá nhiều tinh khí dẫn tới hưng nhược xem ra sau này vẫn phải tiết chế một chút ba người xấu hổ không thôi trong lòng tổ an lại mừng rỡ quả nhiên mình không hổ là tư chất siêu cấp trong thời gian ngắn ngủi như vậy không ngờ đã học xong ví kíp này lúc trở lại trong phủ tổ an quay về phòng đi một vòng sau đó lại lặng lẽ lẻn tới bên ngoài viện tử của sở sơn nhan tới lúc trị liệu cho lão bà thân yêu rồi nhìn cảnh tối lửa tắt đèn ở bên trong tổ an không khỏi có chút do dự đêm nay tần vãn như liệu có ở bên trong không thôi ở thì ở vừa hay để nàng ta kiến thức một chút y thuật tuyệt thế của ta, sau này nếu có bị đau bụng kinh, còn có thể tới tìm ta. Tổ An hưởng một tiếng, trực tiếp xài bước vào trong. Hiện giờ hắn có kỹ năng minh kính phi đài để che giấu khí tức, lèn vào càng dễ dàng hơn, trên đường thậm chí còn bớt phải kêu gọi một lần đại phong hơn bình thường. Đương nhiên đây cũng là nguyên do sở ra ngoài thủ trong hư, chủ yếu là lực lượng phòng vệ chỉ là để đối phó với xâm nhập ngoại bộ, đồng ngờ trong nhà lại có một kẻ thâu hương trộm ngọc như vậy. Đi tới dưới cửa sổ hương khuê của sở sơ nhan, nhẹ nhàng đầy một cái, không ngờ lại trực tiếp đẩy ra được, trong lòng hắn mừng rỡ, xem ra hôm nay lão bà là cố ý để cửa cho hắn rồi. Gión ra gión rén đi tới bên giường, loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh yêu điệu động lòng người nằm nghiêng trên giường, đáng tiếc trong phòng quá tối, không nhìn được rõ dung mạo của nàng ta. Lần này hắn không dám trực tiếp lao lên sự loạn nữa, lần trước còn có thể nói là không cẩn thận, nếu lần này lại đụng phải tần vãn như, chưa nói là tần vãn như sẽ có phản ứng thế nào, cho dù là sờ sơ nhan hơn phân nửa cũng sẽ chém chết hắn. Lão bà, là ngươi à? Tổ an hỏi dò. Trên giường vang lên một tiếng hử nhẹ lười biếng. Nếu không thì ngươi nghĩ là ai? Tổ an thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến bên giường ngồi xuống. Mẹ ngươi đâu rồi? Sở sơ nhan lùi vào trong, né tránh bàn tay hư đốn của hắn. Nàng ta biết ngươi buổi tối sẽ chữa bệnh cho ta, sao còn không biết xấu hổ mà ở lại nơi này, để tránh mọi người đều xấu hổ. Tổ an cười khà khà, nhạc mẫu đại nhân đúng là chi kỷ. Hiện tại biết gọi nhạc mẫu đại nhân rồi à, lúc trước cảm thấy anh ngươi như sắp đánh nhau vậy ngữ khí của sở sơ nhan có chút bất mãn, lúc buổi chiều vì chiếu cố cảm xúc của hắn, cho nên không nói gì, nhưng nhìn thấy hắn chống đối mẫu thần như vậy, trong lòng vẫn có chút không vui. Không phải vẫn chưa đánh à? mặt tổ an nóng lên. Được rồi được rồi, cùng lắm thì sau này bất kể nàng ta có thế nào, ta cũng đánh không hoàn thủ mắng không hoàn khẩu, được chưa? Thật à? cái này không giống tính tình của ngươi. đôi mắt giống như bảo thạch của sở sơ nhan lặng lặng nhìn hắn, bên trong tràn ngập vẻ hoài nghi. đương nhiên là thật. có điều nếu nàng ta mắng ta một câu ta sẽ hôn nữ nhi của nàng ta một cái nếu nàng ta đánh ta một cái ta sẽ tổ an không nói hết ánh mắt quét qua quét lại trên thân thể mềm mại động lòng người tuyệt vời của nàng ta ngươi làm sao sở sơ nhan giật thót theo bản năng nắm chặt vạt áo ngực không biết vì sao rõ ràng tu vi của mình cao hơn đối phương rất nhiều nhưng nàng ta luôn cảm thấy sợ hắn ta cũng sẽ đánh ngươi một cái ngươi cho rằng là gì nhìn thấy ánh mắt có chút hoảng loạn của nàng ta tổ an mỉm cười cười cực kỳ vui vẻ sở sơ nhan tên này khẳng định không phải là có ý đó nhưng nàng ta lại khó có thể nói ra miệng chỉ có thể thở phì phì nhìn hắn đến từ sở sơ nhan điểm nộ khí năm cộng năm cộng năm cộng nhìn thấy bộ dạng của nàng ta so với vẻ lãnh diễm thường ngày thì có thêm một chút đáng yêu trong lòng tổ an khẽ động không nhịn được mà ghé tới lông mi của sở sơ nhan rung rung thẹn thùng quay mặt đi bàn tay nhỏ bé lập tức nắm chặt ga giường trong lòng cực kỳ dãy giụa không biết nên ứng đối như thế nào mới phải thấy nàng ta không phản đối một cách rõ ràng trong lòng tổ an mừng thầm xem ra đoạn thời gian này mỗi ngày đều cởi quần áo chữa thương ở trước mặt hắn quả nhiên đã đạt được mục tiêu dự định bồi dưỡng đủ độ thân mật mắt thấy sắp hôn tới khuôn mặt vô cùng mịn màng đó sở sơ nhan bỗng nhiên nhíu mày vươn tay ra cản hắn lại sắc mặt vốn đang thẹn thùng lập tức khôi phục vẻ lạnh như bằng ngày xưa trên người ngươi có mùi hương phấn của nữ nhân khác tổ an tức giận đến thiếu chút nữa thì tự tát cho mình một cái lúc trước đã phạm phải sai lầm như vậy kết quả hôm nay lại vẫn dẫm vào vết xe đổ hôm nay lại tới chỗ thu hồng lệ đó à sở sơ nhan mặt không biểu tình hỏi tổ an hắn còn chưa kịp nói gì sở sơ nhan đã hừ một tiếng đừng hòng phủ nhận mười lần này giống hệt với lần trước hừ hừ vừa rồi vừa bởi vì nàng ta mà cãi nhau một trận với mẹ ta kết quả ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới tìm nàng ta ngươi đúng là giỏi thật đến từ sở sơ nhan điểm nộ khí cộng 213. cảm thấy lửa giận của nàng ta vẫn đang tăng lên tổ an quýnh lên cứ để nàng ta tiếp tục như vậy thì mình thật sự toi mất vội vàng nói Oan uổng, ta đi tìm nàng ta không phải như ngươi nghĩ đâu, mà là lúc trước trong nhà không có cơm, ta thuận tiện tới đó ăn cơm." Đang nói thanh âm lại nhỏ dần. "Ngươi tùy tiện phân phó một hạ nhân, lại không ai nấu cơm cho ngươi à? Hơn nữa, trong nhà không có cơm thì tới chỗ nữ nhân khác ăn sao?" Đối phương không giải thích còn đỡ, nghe thấy lời giải thích hoang đường này Sở Sơ Nha lại càng thức hơn. Đến từ Sở Sơ nhan, điểm nộ khí cộng 476. May mà đầu óc của Tổ An xoay chuyển đủ nhanh, lúc này cũng đã có phản ứng. Ta tới đó đương nhiên không chỉ là để ăn cơm, mà là lúc trước nghe thấy chuyện mối tư khiến người đau đầu đó, ta một lòng muốn phân yêu cho ngươi, liền tới thần tiên cư một chuyến. Tới thần tiên cư thì có liên quan gì tới chuyện mối tư? Sở sơ nhan nhíu mày nói. Tổ an nuốt nuốt nước miếng, vội vàng giải thích, bởi vì sở ra các người đại biểu cho quan phương, rất nhiều tin tức là từ con đường quan phương rất khó tra được, nhưng thần tiên cư thì khác, nơi đó người tam giáo cửu lưu đều có, tốc độ tập hợp và phân tán tin tức rất nhanh, thu hồng lệ lại thân phận sư nhiên, nói không chừng từ chỗ nàng ta có thể có được một số tin tức hữu dụng. Sắc mặt sở sơ nhan mới hơi dịu đi, người rốt cuộc có được tin tức gì rồi? Ta tra được buôn lậu mối tư lớn nhất của Minh Nguyệt Thành là cự kinh bang, bang chủ của bọn họ vô cùng thần bí, dường như trước giờ không ai từng thấy mặt thật của hắn. Tổ an nhất ngũ nhất thập nói ra những gì nghe được từ chỗ thu hồng nghệ. Sau khi nghe xong, sở sơ nhan không nhịn được nói, trừ một bộ phận nhỏ có chút hữu dụng ra, đại bộ phận thì chúng ta đã sớm biết rồi, đây là thu hoạch chiến này của ngươi à, Tổ An thầm nghĩ thu hoạch chuyến này không chỉ có như vậy, còn có minh kính phi đài kiên nữa, chỉ có điều chuyện này hắn cũng không dám nói với đối phương, để tránh lại lừa trái đổ thêm dầu. Đương nhiên không chỉ như vậy, chủ yếu là lúc trước Thu Hồng Lệ không quá chú ý tới tình báo về việc này, nhưng nàng ta đã đáp ứng ta, sau này sẽ lưu ý cho ta, nghĩ chắc không bao lâu nữa sẽ có tin tức mới. Sở sơ nhan bất mãn nói, ý tứ chính là sau này ngươi vẫn thường xuyên tới chỗ nàng ta. Đây cũng là vì sự nghiệp của sở gia mà, có điều chỉ cần một câu của lão bà, sau này bảo ta không đi, ta sẽ kiên quyết không đi. An lời thề son sắt nói. Sở sơ nhan do dự một chút, từ bản thân nàng ta mà nói, tất nhiên không muốn đối phương không đi tới loại địa phương đó, nhưng nghĩ đến khốn cục hiện giờ của sở ra, nếu hắn thật sự có thể từ chỗ thu hồng lệ có được tình báo hữu dụng gì, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Vì sao thu hồng lệ đó lại tốt với người như vậy? Nàng ta bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thấy nàng không trực tiếp phủ định, tổ an thầm cười, sớm đã đoán được với tính tình của nàng ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện nguy hại tới lợi ích của sở gia đương nhiên là vì ta đẹp trai. Tổ An ngẩng đầu ưỡn ngực nói, phải biết rằng ngay cả thiên kim của công tước như người cũng trong biển người bao la chọn chúng ta, một hoa khôi thanh lâu như nàng ta mà không chọn ta, chẳng phải là khinh thường nhãn quang của đại tiểu thư sở ra à. Sở sơ nhan. Tên này thật sự quá vô sỉ. Người chẳng muốn quan tâm tới hắn, sở sơ nhan nói thẳng, cũng được, sau này ngươi muốn tới thần tiên cư ta cũng không ngăn cản ngươi, có điều lần sau khi ngươi đi, giúp ta hẹn một người cùng tới đó. Nghe thấy lời nói của nàng ta, Tổ an lập tức trợn tròn mắt, ngươi cũng muốn tới thanh lâu à? Sở sơ nhan tức giận trợn mắt, đương nhiên không phải ta đi, mà là bảo ngươi hẹn một người. Hẹn ai? Tổ an có chút tò mò. Đại thiếu gia của ôn gia, uống nguyên long. Sở sơ nhan nghiêm mặt nói. Tổ an nhìn nàng ta với vẻ cổ quái, ngươi láng phén gì với thiếu gia của ôn gia này à? Nghe nói sở gia và ôn gia xưa nay giao hảo, chẳng lẽ là tiết mục thanh mai trúc mã gì đó? Ôi, số ta sao khổ vậy? Mẹ nó! sớm biết thế này lần trước ở thần tiên cư đã không cứu tên họ uống đó để hắn bị trần huyền đánh chết cho xong sở sơ nhan vừa xấu hổ vừa tức nhéo lỗ tai hắn đừng có chu chéo nữa ta và hắn có thể có gì ngươi cả ngày nghĩ bị thứ loạn thất bát tao gì thế đến từ sở sơ nhan điểm nộ khí cộng 123. tổ an mừng rỡ vậy vì sao ngươi lại muốn hẹn gặp mặt còn là ở loại địa phương như thần tiên cư không phải ta hẹn hắn gặp mặt mà là bảo ngươi gặp mặt hắn sở sơ nhan sửa lại tổ an chớp chớp mắt tình tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu. lúc này sở sơ nhan mới nói, hôm nay tàng hoàng triệu tập cha ta và mấy gia tộc có tiếng ở minh nguyệt thành như trịnh viên ôn tới mở họp. nhắc tới hiện giờ triều đình đang dụng binh với dị tộc phương bắc, quân lương căng thẳng, cho nên cần phú thường các người quyên góp, góp một phần sức cho về quốc gia. tổ an gật đầu, lúc trước sở sơ nhan đã từng đề cập qua chuyện quyên góp với hắn rồi. bởi vì năm trước vừa quyên góp một lần xong, cho dù gia nghiệp lớn tới mấy cũng không chịu nổi cứ quyên góp mãi như vậy, cho nên các đại gia tộc cũng không quá tình nguyện. Sở Sơ Nha nói tiếp, cha ta liền dùng hiện trạng muối tư tràn lan, dẫn tới mối quan không bán được để làm cớ, tỏ vẻ tạm thời không lấy ra được tiền. Tổ An không nhịn được cười nói, không ngờ nhà phụ đại nhân thường ngày nhìn thì thật thà, thì ra cũng gian trá như vậy. Có kiểu khen người như người à. Sở Sơ Nha trợn mắt, đáng tiếc là lão hồ ly tăng hoàng đã sớm đoán được chúng ta sẽ có lý do như vậy, cho nên tỏ vẻ sẽ để tăng thiên đi theo nghe phụ thân điều khiển, toàn lực vây quét mối tư. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người